đường lên biên giới. Ngày 20 tháng 10 năm 1978, đơn vị đoàn 860 quân khu 5 vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng tôi vẫn ra thị trấn Phú Tài, nay là phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, mua củi và trở về cho chị nuôi. Không hiểu sao nhà bếp toàn là nữ, chuyện này có nhiều điều bí mật, lúc nào sẽ kể. Hoàn toàn không biết rằng chiều nay lúc 2 giờ sẽ hành quân về biên giới Tây Nam. Và thật ra, hồi đó chúng tôi cũng không nghe gì về tình hình biên giới và mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đang xấu đi. Ngủ dậy lúc 1 giờ và vẫn công tác bình thường, tôi được phân công chất lại đống củi ban sáng mua về. Đang nghỉ giải lao thì nghe báo động. Nhanh chóng chạy về đại đội, mang ba lô, tập hợp trên sân tiểu đoàn. Một đoàn xe zin 130 dính đầy đất đỏ ba gian từ từ vào cổng. Điểm danh, lên xe, khởi hành. Ra đến ngã ba Phú Tài, giao lộ giữa quốc lộ 1 và đường xuống thành phố Quy Nhơn về hướng đông, tôi nhìn thấy ông cụ thân sinh tôi và cô ấy. Các bác đừng hỏi thêm nhé. Đang đi về hướng đơn vị tôi ở cũ, tôi chỉ kịp kêu tiếng "Cha ơi, cha!" và vẫy tay, nhưng không ai thấy vì xe chạy khá nhanh. Quên mất kêu tiếng "Em ơi!" Đến giờ vẫn ân hận mãi. Ra đến cầu Bà Di, xe quẹo hướng quốc lộ 19 lên Tây Nguyên. Xe vượt đèo An Khê, và đây là lần đầu tiên tôi biết đèo là gì. Xe vượt đèo Mang Giang và nghỉ chân trên đỉnh đèo, ăn cơm chiều lúc 5 giờ. Ánh nắng đã nhạt dần và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Bữa chiều là một nắm cơm vắt, ở giữa có miếng thịt heo kho mặn. Và thật tình chúng tôi cũng không ăn được vì đang trong trạng thái bồn chồn. Cơm xong, xe chạy tiếp. Lúc này tôi mới ngoái cổ nhìn về hướng đông quê hương Bình Định của tôi. Chỉ còn là làn sương mờ giữa núi rừng trùng điệp. Đến thị xã Gia Lai khi thành phố đã lên đèn, và nhìn thành phố với cảnh tấp nập của nó mà hồi tưởng lại tối hôm qua. Xe quẹo trái và chạy thẳng. Trời Tây Nguyên âm u, tĩnh lặng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng xe bon bon và những tiếng thở dài lo âu. Xe lại quẹo phải và chạy trên những con đường đất đỏ bụi mù, quốc lộ 19. Xe này không thấy xe kia, dù chỉ cách nhau vài chục mét. Chúng tôi vượt qua Chư Prong, nông trường trà Bào Cạn, và màn đêm bao phủ khi xe tiến về hướng Đức Cơ. Đến khoảng 9 giờ tối, xe chúng tôi dừng lại. Trăng qua rằm đã mọc qua những ngọn cây thấp. Xuống xe tại sân bóng đá của Trung đoàn 95, điểm danh và phân chia trại theo từng trung đội. Trại là những lều bạt quân sự được căng dây ở các hướng. Thấy có vẻ chật chội, tôi ra ngoài trại để cột võng nòng. Đâu biết rằng nửa đêm sương xuống còn sẽ biết lễ độ thế nào là cái lạnh của xứ sở cao nguyên. Nửa đêm lạnh quá, tôi không thể chen vào trại được nữa và lững thững đi về nơi có ánh lửa. Thì ra đấy là nơi mà các anh em đoàn 860 đưa quân lên Tây Nguyên đang gác chúng tôi. Các anh nhường chỗ cho tôi nằm bên cạnh đống lửa, và chỉ 5 phút sau tôi không biết gì nữa. Căn bệnh này vẫn duy trì mãi cho đến bây giờ. Đêm đầu tiên ở cao nguyên. Sáng hôm sau thức dậy, em mới biết thế nào là rừng. Rừng ơi là rừng. 8 giờ sáng mà màn sương còn bao phủ cả doanh trại. Nhìn dòng suối chảy qua, thấy nó bốc khói. Hiện tượng hóa học gì đây? Chả quan tâm. Cả đội hình vệ sinh sáng ngay bờ suối, tán dóc chờ đợi, chả thấy cơm nước gì. Thiếu tá Tạ Như Quỳnh, không rõ lúc đó ông là chính ủy hay phó chính ủy trung đoàn bộ binh 95, đến gặp gỡ và nói chuyện. Chắc các bác cũng hiểu ông nói cái gì rồi, và em thích nhất câu: tỉnh Nghĩa Bình là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng, trung dũng kiên cường. Oai chưa? Nghĩa Bình là tỉnh cũ bao gồm tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay. Nghi thức bàn giao quân Võ Văn Hà A Còng ngày nay thuộc đơn vị trinh sát do những đặc điểm như sau: mắt to, người to, vạm vỡ, dân biển mà, đẹp trai như hơi đen, dạ còn biết phận con, trình độ văn hóa trên chuẩn, thật 100%. Anh em nào không tin tôi miêu tả xin PM cho bác Tây Quy Nam Thăng Long 69 để biết thêm chi tiết. Từ ngày đó cuộc đời em là lính trinh sát cho đến ngày em giã tử vũ khí. Phân bổ xong là cuộc hành trình về các đơn vị, một quãng đường khá xa để về sư đoàn bộ 307, nhưng cứ thắc mắc là tại sao cương chưa có. Trên lưng ba lô với đủ thứ đồ chơi của lính, lẽo đẽo vượt qua các cánh rừng cao su Đức Cơ do các chị em của trung đoàn 746 trồng. Sau bộ đội nữ ngày ấy, em nào cũng hình vuông, trông dễ thương cực. Chị em nhìn cánh bộ đội hành quân ngang, cứ hỏi tỉnh nào và lắc đầu thất vọng, vì chị em quê ở Bình Trị Thiên. Đến một doanh trại bộ đội thì giải lao. Hình như anh em vừa mới ăn cơm xong, thau chậu chưa kịp dọn. Lính nhà ta vào kiếm nước uống, thấy còn ít cơm dư canh dư, chơi luôn. Một anh chơi được, cả đội hình chơi được. Và thế là trong chớp nhoáng, thau chậu của đơn vị này anh nuôi buổi chiều khỏi rửa. Khu sư bộ nằm trong một ngọn đồi bằng lăng khá lý tưởng, cảnh quan đẹp, thoáng mát. Những dãy nhà tranh ba gian, thương bằng tre gọn ghẽ, tươm tất, nhưng không thấy lính nhà ta. Lát sau, một số anh em đi tới hỏi chuyện thì biết cả sư đoàn đã vượt sang bên kia biên giới, và đây là số anh em bị thương, nay ra viện trở về đơn vị cũ. Trong này có một số anh em trinh sát sư đoàn, chuyện nhỏ chuyện to, chuyện gánh gồng đua nhau mà kể. Buổi chiều thấy anh nuôi của tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 mang đến một nồi cơm to tướng, nồi quân dụng, và chia cơm. Lính mới phải lấy nón cối mà đựng cơm, vì anh nuôi bảo các đơn vị đi hết rồi không còn ai nên cố gắng khắc phục. Lần đầu tiên có thêm vốn từ vựng, khắc phục. Trên nón cối ngày ấy không anh nào không ghi một câu nào đó cho có vẻ đời chút xíu, chẳng hạn như Võ Văn Hà, HT 5A3872, Phú Tài. Chỉ nhớ tốt lắm đó các bác. Hoặc có anh ghi nhớ mẹ, chưa vợ 100%. Cái này không có tương đối thì phải. Một buổi cơm đầu tiên của đời lính báo hiệu cuộc đời binh nghiệp với bao nỗi gian truân. Chiều tối, một chiếc xe đốt chở hàng đến, không gì ngoài súng AK, xẻng cuốc, tăng đi mưa. Anh thì nhận xẻng, anh thì súng. Có cái này thì không có cái kia, vì là tải hàng chứ không phải là cấp phát. Tôi, với truyền thống đạo đức của cha ông để lại, được nhận khẩu AK mới tinh còn nằm trong bọc giấy dầu. Vất vả cho đêm ấy, phải dùng nước sôi để lau chùi cho sạch vết dầu súng. Đêm tĩnh lặng, xa xa nghe tiếng súng từ biên giới vọng về, chỉ cách 5 km. Nằm miên man nghĩ mọi thứ về ngày mai lên biên giới với bao điều mới lạ. Và bệnh nằm xuống là ngủ như chết đã đưa em vào giấc ngủ thứ hai của đời lính lúc nào không biết. Khái quát từ Quy Nhơn theo đường 19 lên Đức Cơ, qua Ca tới Bradvihia, thị trấn Phú Tài bây giờ thuộc thành phố Quy Nhơn, nơi đoàn 860 đóng quân, đi chợ, nơi bác Võ Văn Hà thảm thốt cha cha mà quên kêu em. Qua cầu Bà Di quẹo trái theo đường 19 lên Tây Nguyên, nông trường Bầu Cạn, Chư Prong, nơi Võ Văn Hà qua là Tân Lạc, thị trấn Chư Prong. Ở dưới một chút đã kiểm tra trên gúc, và Võ Văn Hà trải một đêm rừng Đức Cơ, đó là nơi bác ấy chuẩn bị vượt biên. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 1978, cuộc hành trình của người lính biên giới Tây Nam bắt đầu. Được lệnh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nuôi mang cơm đến theo chế độ 1 nóng + 1 lạnh. Ăn nóng tại chỗ và mang theo cơm vắt. Cũng đói quá do mấy bữa trước ăn uống thất thường. Hơn nữa, trước giờ vượt biên sang ngoại quốc nên chế độ cũng hơi cao hơn chút. Không có lời bàn tán trong bữa cơm, tất cả đều biết rằng lát nữa đây mọi thứ đều có thể xảy ra. Tập hợp, quán triệt một số điều trên đường đi, đến lúc này mới biết rằng chiến tranh đang đến rất gần. Chưa đầy 5 km sáng nay, xe về nhận quân còn kiêm thêm việc đưa tử sĩ của đồn biên phòng 23, công an nhân dân vũ trang bị địch tập kích tối qua. Khẩu AK mới tinh và 3 băng đạn quàng lên vai, xuất phát. Những anh em có súng đi trước cùng với anh em lính cũ dẫn đường, còn lại đi sau cự ly 20 mét mỗi người và phải duy trì trên suốt chặng đường. Quốc lộ 19 mùa mưa quá xấu không thể đi bộ được. Hơn nữa, để giữ bí mật, toàn bộ đội hình phải xuyên rừng. Rừng Đức Cơ, cây bằng lăng khá nhiều, những thân cây bạch gốc đứng sừng sững cả một cánh rừng. Đoàn quân chậm rãi tiến về biên giới. Đi được khoảng hơn 1 giờ thì đến biên giới giữa hai nước, ghé vào đồn 23 nghỉ giải lao chứ không dám ở ngoài rừng, vì chúng mới đánh bọc hậu tối hôm qua. Được lệnh không đi theo trục quốc lộ 19 vì có khả năng địch đang phục nên phải cắt rừng đi tiếp. Lần đầu tiên mang nặng trên vai đi đường dài, ai cũng thấm mệt, lưng áo đã ướt đẫm. Đang đi, bỗng súng nổ chát chúa và đạn băng qua đầu. Lính công binh sư đoàn 309 đi mở đường, gặp địch nổ súng cách đội hình khoảng 200 mét, phân tán đội hình vào các gốc cây và anh em lính cũ quan sát để bắt liên lạc với sư 309. Tiếng súng càng lúc càng lùi dần về phía đội hình, thì ra anh em C-15 công binh của E-31 bị địch vây đánh, 15 cây súng cũ và mới chuẩn bị, nhưng may quá địch không dám tấn công thêm nữa vì nó biết đã gần ra đường 19. Buộc phải quay lại biên giới chứ không thể đi được nữa. Tất cả các vị trí chiến đấu của đồn 23 chờ lệnh trên. Khoảng hơn 1 giờ sau, thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em công an vũ trang ra hiệu bình tĩnh vì sư cho một đại đội của E-95 mở đường về biên giới. Sau này mới biết Trung đoàn 31 đang di chuyển quân từ Đức Cơ sang để chuẩn bị đánh điểm cao 328 bắc đường 19. May quá chừng, đội hình bám theo anh em 95 đi dọc theo đường 19. Khi qua ngầm Ô Gia Đao, Phum Kampazu 2 có dòng suối cắt qua đường 19. Một cảnh tượng quá sốc khi thấy có một đám tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên bờ suối xe thông đường trở về nghĩa trang Đức Cơ. Đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các đơn vị nhưng cũng bị địch tập kết liên tục. Chúng đánh theo kiểu đeo bám tới cùng. Đơn vị trinh sát của sư đoàn 307 nằm ở Pu Nhai, nam đường 19, cạnh E Bộ, E-95. Lực lượng đi phối thuộc cùng E-95 khoảng 15 người, phụ trách là anh Trường, đại đội trưởng. Thấy lính bổ sung cho đơn vị, anh có vẻ vui hẳn lên, dù không nhiều lắm, chỉ 20 anh em. Anh khẩn trương, phân tán về các hầm, vì mới ngày hôm qua nó cối vào đây, làm bị thương một anh lính 76 do chủ quan. Lúc này, tiếng súng gần như nổ xung quanh liên tục và thỉnh thoảng pháo 105 của trận địa pháo bên cạnh nhả đạn. Toàn bộ đơn vị đều trú ẩn trong hầm và khi có chuyện thì ra hào chiến đấu hoặc nếu pháo kích thì chui vào hầm chữ A. Đang là mùa mưa nên hầm bị ngập nước, anh em phải chặt cây, bó thành bó, bỏ xuống mặt hầm để di chuyển qua lại. Ổn định xong thì anh em được lệnh nghỉ ngơi. Anh nuôi nấu thêm mấy suất cơm chứ không dùng cơm nắm. Và món ăn đầu tiên đời lính biên giới là thịt bò hộp Trung Quốc loại 400 g và canh thịt gà hộp nấu với lá rang rừng. Cả buổi chiều phải mấy lần chui xuống hầm vì nó bắn cối vào xung quanh trận địa. Chiều đến ăn cơm sớm và phân công gác đêm, ưu tiên cho lính mới được nghỉ sau một chặng đường dài vượt biên ra ngoại quốc. Và đêm ấy là đêm đầu tiên ngủ hầm. Giấc ngủ được du bằng những tiếng nổ của các loại đạn nổ chung quanh. Trận đánh đầu tiên. Sau mấy ngày ổn định tư tưởng và tổ chức, chủ yếu cảnh giới xung quanh đơn vị, mỗi ngày cảnh giới một buổi. Buổi còn lại, anh em lính cũ sẽ hướng dẫn cách dùng bản đồ, địa bàn, các ký hiệu công tác tham mưu. Nói chung thì như trận đồ bát quái. Khổ sở cho anh em do giới hạn về học vấn, nghe C trưởng nguyên là sinh viên khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội giảng giải về góc phương vị, cách tính ly giác như vịt nghe sấm, thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn lên trời, nghe tiếng pháo 105 của sư đoàn bắn cầm canh vút qua đầu, tránh tình trạng chúng đánh kiểu đeo bám. Chiều ngày 23 tháng 10, chúng tôi được lệnh phối hợp cùng một đại đội của Trung đoàn 29 phục kích địch tại một vị trí. Ta nghi rằng địch sẽ vận động chi viện cho một vị trí mà Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 sẽ đánh vào ngày mai. Sau này mới biết đấy nhé. Trước khi ra đi, Trung đoàn trưởng quán triệt một số vấn đề, dặn dò anh em tân binh tham gia đánh địch lần đầu. Tôi vẫn không bao giờ quên câu nói của đại đội trưởng ngày ấy. Anh em lính cũ hãy tạo điều kiện cho anh em lính mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu chữ tạo điều kiện là không nên đưa anh em lính mới vào những tình huống khó khăn. Từ đó và về sau này, khi thay thế vị trí của anh 4 năm sau, tôi luôn lấy câu này là mẫu mực của công tác chỉ huy chiến đấu và quan hệ với anh em. Cảm ơn người thủ trưởng đầu tiên trong đời lính đã dạy bài học đầu tiên mang giá trị nhân văn rất lớn. Khi nghe tin anh hy sinh trên biên giới phía Bắc tại mặt trận Tràng Định, Lạng Sơn, tháng 3 năm 1979, anh chuyển vùng. Tôi cảm thấy như mất đi một cái gì quý giá nhất trên đời. Đội hình cắt ra đường 19, vượt qua từng nhóm nhỏ, vì địch vẫn hay bắn tỉa, đánh cối vào mặt đường những khi thấy quân ta. Rừng nguyên sinh dày đặc, mới hơn 2 giờ chiều mà ánh sáng đã yếu. Tôi được phân công đi thứ 5 của đội hình, tay cầm địa bàn theo dõi anh em đi trước ở bao nhiêu độ. Vượt qua những cánh rừng, những tụ thủy đầy nước sình lầy, những dây rừng vướng vào ba lô, súng ống, giật ngược lại, leo lên những bình độ trơn trượt, té lăn nhào. Cái nhành cây gạt mối riêng tư là hình ảnh này chăng? Lặng lẽ, âm thầm, cẩn thận, từng bước một. Thỉnh thoảng cũng có vài trái cối nổ xung quanh đội hình, phía xa xa. Sau hơn 2 giờ vượt rừng, chúng tôi gặp một con đường có đầy vết xe bò và dấu chân địch. Trinh sát và chỉ huy bộ binh hội ý chớp nhoáng và xác định đây chính là tọa độ triển khai phục kích. Đội hình triển khai nhanh chóng, bộ phận trinh sát của chúng tôi có trách nhiệm đón đầu địch với 2 quả Claymore. Trinh sát bố trí cách mặt đường khoảng 15 mét, dựa vào những ụ mối và gốc cây to có bụi rậm. Mỗi người chuẩn bị cho mình những công sự và tất cả đều im lặng. Máy vô tuyến PR-25 ngưng hoạt động. Màn đêm buông xuống rất dễ sợ. Xa xa, những tiếng ánh ương kêu ình oàng, nghe mà phát khiếp. Anh Quý, người Hà Bắc, bê trưởng bảo tôi: cứ ngủ đi, khi nào anh mệt thì anh gọi. Nhưng cả đêm không thấy anh gọi. Bất chợt, cả đội hình bừng tỉnh vì tiếng đề ba của pháo binh từ ngầm Ô Gia Đao và tiếng nổ rền của đạn pháo 105, 155 ly sáng lóa cả một góc trời. Tất cả ngồi chồm dậy và chuẩn bị. Tôi hết nhìn gương mặt anh Quý và tay anh đang cầm Claymore mìn và bắt đầu run. Có sao nói vậy? Dứt được pháo khoảng 10 phút, cả đội hình nghe tiếng các loại hỏa lực bộ binh nổ vang, rồi lại pháo. Cách đội hình chúng tôi khoảng 5 km. Bỗng mắt anh Quý sáng rực lên. Anh lấy tay ấn nhẹ đầu tôi thụt xuống. Tôi nghe tiếng chạy thình thịch của địch. Tôi ghé mắt qua khe hở của cây, thấy đội hình chúng khoảng 10 thằng đang chạy thục mạng về hướng E31 đánh. Bê trưởng vẫn bình tĩnh và những phút giây căng thẳng trôi qua. Khoảng 10 phút sau, anh Quý nhìn tôi lần nữa và tay anh nắm chặt công tắc mìn, ra hiệu chuẩn bị. Tôi đưa súng lên phía trước, chuẩn bị. Mìn ở hướng bộ binh nổ lóe sáng và tiếng đạn của anh em bắn giòn, nhưng anh Quý vẫn bình tĩnh. Và rồi anh bóp công tắc mìn. Bụi đất mù trời. Bộ phận trinh sát nhà đạn, chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của chúng rồi tắt lịm. Tiếng súng vẫn nổ giòn hướng E31 và trận địa của tôi. Địch có bắn lại và chống cự một cách yếu ớt. Nghe bộ binh xung phong, anh Quý cũng ra lệnh cho chúng tôi tràn ra đường. Tôi chỉ nhảy có mấy bước thì vấp ngay cái gì phía trước làm tôi té nhào. Thì ra hai thằng địch mặt còn non trẻ đang nằm chồng lên nhau trước vị trí quả mìn 2 mét. Mình chúng bê bết máu. Tôi hoảng quá chạy ra đường và bắn trả lại chúng. Thì ra chúng lãnh chọn quả mìn của anh Quý. Vùng bụng chúng nát bét như miếng thịt nhầy, trông khiếp quá chừng. Hướng bộ binh, anh em tràn lên và thu dọn trận địa. Chỉ thu súng, không lấy thứ gì khác. Vụ này có bác Hành thì ngon lắm đây. Ta diệt được 18 tên, thu súng bao nhiêu tôi không rõ. Khu vực trinh sát lượm được 5 em, thu 5 súng, hư toàn bộ do bị mìn. Ta hy sinh 2, bị thương 3, do lúc tràn ra đường, mấy thằng địch bị thương bắn trả lại. Thu dọn chiến trường xong và làm công tác thương binh tử sĩ, chúng tôi được lệnh rút về. Súng ta vẫn nổ mạnh trên hướng E31, pháo binh lúc này vẫn bắn chi viện liên tục. Và tiếng phản công của địch cũng dữ dội, tiếng đạn bắn ngược chiều. Trên đường về, bộ phận trinh sát nhận lệnh của tham mưu trưởng sư đoàn ra lệnh khẩn trương vận động nhanh ra đường 19 nhận nhiệm vụ mới. Tiếng súng hướng E-31 càng lúc càng bắn mạnh, pháo binh từ ngầm Ô Gia Đao và từ căn cứ Đức Cơ vẫn liên tục bắn. Con đường xưa em đi. Dù nhận lệnh có chữ, nhanh chóng cơ động ra đường 19. Chúng tôi hiểu là công tác rất gấp, chứ không phải là đi nhanh về đích sớm. Nhưng dù sao cũng phải khẩn trương. Khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi tiếp cận mặt đường 19 và sư đoàn điện cho biết là chúng tôi bắt liên lạc với E-94 tấn công vào sườn phía tây nam của cao điểm 312, cách đường 19 chưa đầy 500 mét. Đây là mũi ta chặn đường rút của địch, cũng như hỗ trợ cho lực lượng phía sau của ta. Chúng tôi, anh em ai cũng mệt đừ, thậm chí chưa kịp bình tĩnh sau trận đánh khi sáng. Trong lúc nấp sau các lùm cây bên vệ đường chờ E-94, chúng tôi tranh thủ ăn sáng bằng lương khô 702. Bỗng nhiên, tiếng súng nổ bất chợt có vẻ dữ dội, cách chúng tôi chưa đầy 100 mét, và chúng tôi chuẩn bị. Một số lính áo đen vượt qua đường và phát hiện lính ta đang truy kích. Anh Quý ra lệnh nổ súng vào đội hình địch. Hai thằng Pốt nằm ngay giữa đường, một thằng bị mất đầu, có thể nó hướng chọn quả B40 của anh Phải, quê Hoài Nhơn, Bình Định. Anh Quý thúc anh thông tin PR25 báo tọa độ về sư đoàn và được trả lời là E-94 đang truy kích địch tại tọa độ đó. Tín hiệu màu xanh được phát ra và nhận lại hai tín hiệu màu xanh theo quy ước của sư đoàn. Chúng tôi tràn ra đường và nhận ra anh em E-94 cũng vừa truy kích vừa bám theo đường 19 để bắt liên lạc với chúng tôi. Lúc này, tiếng súng từ điểm cao 312 vẫn nổ rộ và pháo binh cũng liên tiếp nhả đạn vào cao điểm. Sau khi chúng tôi gặp nhau, toàn đội hình chia thành hai mũi tấn công vào hai sườn của đường 19. Phải thừa nhận rằng dưới hỏa lực của địch và sự chống cự dựa vào công sự vững chắc của chúng, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 rất kiên cường và nhờ sự hỗ trợ của hỏa lực quân khu, địch không thể nào trụ lại. Chúng tháo chạy tứ hướng. Đến nỗi chúng tôi luôn bị chúng phát hiện và tấn công theo từng toán nhỏ lẻ. Truy kích đến một bờ suối, chúng tôi được lệnh dừng lại và triển khai đội hình. Lúc này, trời đã về chiều, tiếng súng đã thưa dần trên điểm cao 312. Đang tranh thủ nghỉ ngơi và chờ lệnh, thì thấy quái nào có 7 tên địch, 2 nữ, dẫn xác vào giữa đội hình của ta. Chúng đi rất ung dung như chưa hề có gì xảy ra. Bộ binh nổ súng trước và cơ động khép kín qua mấy loạt đạn khai hỏa cá nhân. 7 tên này bị tiêu diệt. Một đứa con gái chừng 16 tuổi, chết cách chúng tôi khoảng 20 mét, mang khẩu AT. Trong túi đeo bên hông có bi đông nước và 5 quả trứng luộc. Khoảng xế chiều hay 3-4 giờ thì tiếng súng dứt hẳn. Có lẽ Trung đoàn 31 đã chiếm được toàn bộ điểm cao này. Chúng tôi được lệnh tiến ra đường 19 và cùng với Trung đoàn 94 cơ động về hướng biên giới để thông đường 19. Dọc đường chúng tôi không gặp tên địch nào nữa. Hai bên đường lúc này, lực lượng ta rất đông, cả sư đoàn 307, 309, E-276 hay là 267 của tỉnh đội Đắk Lắk thì phải, ào ra mặt đường 19 như ngày hội. Và từ đó đường 19, từ đồn biên phòng số 23 đến cao điểm 312, coi như thông suốt. Chúng ta đã tạo được một khu vực đệm tương đối vững chắc và có vị trí chiến lược, để từ đây ta chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng tấn công vào cuối năm 1978. Nhưng trong 2 tháng cuối năm 78, địch cũng tăng cường đánh phá ta liên tục, và người lính trinh sát chúng tôi vẫn phải băng rừng lội suối đi tìm địch, vượt qua mùa mưa đầu tiên của Tây Nguyên. Những ngày cơ động liên tục, chúng tôi mệt lừ khi về đơn vị, không ai ăn nổi cơm. Anh nuôi phải cho ăn mì tôm đỡ đói. Phía trước chúng tôi là khu Sa, XB, ngã ba Công Hương, khu vực công xã 200 nóc nhà, và nhiều trận đánh đi vào tiềm thức không thể nào quên. Sau trận đánh chiếm cao điểm 312 của Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, địch tung lực lượng quậy phá ta trên dọc tuyến đường 19. Chúng không đủ sức để đánh bật ta ra khỏi các vị trí này. Trên tuyến đường khoảng chục km, ta giải 2 sư đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc. Quân ta dày đặc, chúng đeo bám vào các đơn vị, đánh tập hậu, cũng như pháo cối vào trục đường 19. Thương vong lúc này không đáng kể, nhưng dù sao cũng gây khó khăn cho ta trong công tác hậu cần kỹ thuật. Tư lệnh sư đoàn có chỉ thị tăng cường cho mỗi trung đoàn bộ binh một trung đội trinh sát và trung đội 3 chúng tôi đi phối hợp với trung đoàn bộ binh 95. Dĩ nhiên, chỉ huy chiến đấu và công tác do trung đoàn 95 chỉ đạo. Phải nói thời kỳ này chúng tôi rất cực, không ngày nào không xuất quân, cơ bản thăm dò tình hình địch dọc theo đường 19, sâu khoảng 2 đến 3 km. Ngay cả lính trinh sát chúng tôi còn bị đeo bám đánh phía sau. Khi đi công tác luôn có 5 anh em đi sau đội hình khoảng 50 mét quan sát địch. Lúc này ra khỏi hầm là gặp địch. Pháo 105 vẫn bắn cầm canh quanh sư bộ và các căn cứ quan trọng của sư đoàn. Bộ đội tinh thần chiến đấu rất hăng say, không như mấy tháng đầu mùa mưa, nỗi buồn chiến tranh xuất hiện. Tôi viết tiếp trận đánh rừng khộp mà chúng tôi tham gia cùng tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 95, khoảng trước ngày 5 tháng 11, vì từ đây về sau thời gian các trận đánh liên tiếp khó bề mà nhớ cho hết được. Chốt này của địch nằm phía bắc điểm cao 312, cách đường 19 hơn 3 km. Chúng tôi tổ chức trinh sát 3 lần và có chung nhận định là lực lượng địch không đông lắm. Hầm hố đơn sơ không chắc chắn. Khi chiếm xong mới biết địch dùng chuối rừng lát phía trên và lấp đất. Tổng số hầm là 26, thực chất là 35. Chúng dùng cứ này để tỏa quân đi các nơi quậy phá ta. Căn cứ vào trinh sát báo cáo và có kiểm tra trên thực địa của cán bộ chỉ huy, tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, cấp trên quyết định dùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, tấn công, nhổ cái chốt này của địch. Ngày cuối cùng trinh sát thực địa xong, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Việt Nam lệnh xuất kích từ căn cứ của ta lúc 14 giờ do tiểu đoàn phó Thìn phụ trách. Lâu quá không còn nhớ đủ họ và tên. Và bộ phận trinh sát của trung đoàn sẽ đón anh em tại một vị trí đã chọn. Tiểu đoàn trưởng vẫn bám địch tại chỗ cùng với trinh sát sư đoàn chúng tôi. Khoảng hơn 4 giờ, hai toán địch trở về chốt của chúng từ hai hướng. Sau đó thấy chúng nổi lửa nấu cơm. Lúc này bộ phận dẫn quân cho anh em vào vị trí chuẩn bị tập kết cách trận địa của chúng khoảng 200 mét. Chúng tôi bám sát địch chưa tới 100 mét. Sau đó được lệnh tiếp cận với địch ở cự ly thích hợp khi trời nhá nhem tối. Triển khai đội hình như sau: đại đội 1 bộ binh chính diện và khẩu đội 12 ly 7, đại đội 2 bộ binh sườn trái và khẩu đội cối 82, đại đội 3 bộ binh sườn phải, khẩu đội DKZ. Ba khẩu đội này chính là đại đội hỏa lực của tiểu đoàn. Lực lượng trinh sát có nhiệm vụ đánh đón lõng cách trận địa địch 400 mét tránh tầm pháo của ta. Pháo binh hỗ trợ, số lượng không hạn chế. Oải chưa? Ban đêm khoảng 9 giờ, trời mưa nặng hạt, sấm chớp sáng trời, cả đội hình nằm im không động tĩnh. Theo quy luật buổi sáng thì 5 giờ đã thấy rõ mặt người, nhưng không biết sao bữa ấy phải muộn hơn một chút thì mới thấy rõ địa hình. Tiểu đoàn trưởng có vẻ lo lắng. Bất chợt, pháo binh ngầm Ô Gia Đao phát hỏa, 3 quả chỉnh tọa độ, trinh sát trận địa báo cáo trúng mục tiêu. Cấp tập 10 phút, đội hình địch nhốn nháo và chúng bắn tứ tung ra các hướng. Ta chưa phát hiện vị trí hỏa lực của địch. Khẩu DKZ hướng C3 nổ trước về hướng địch 5 quả. Bộ đội tấn công giả, địch dùng cối 82, có lẽ 3 khẩu, đánh về hướng C3. Pháo binh tăng cường trước mặt C3 50 quả. Có một đồng chí C3 bị thương vào đùi do bị miệng pháo. Sau này là C phó chính trị C2 năm 1980. Dứt đợt pháo, cả đội hình tấn công, súng nổ vang trời. Hướng C1 chiếm được hầm địch đầu tiên nhưng bị đánh bật ra do chúng bắn cối quá rát. Địch dùng hỏa lực cá nhân, chủ yếu là B40, B41, đánh trả quyết liệt hướng C1. Toàn bộ hỏa lực của tiểu đoàn tăng cường về hướng C1 và sau trận quyết đấu C1 chiếm được 4 căn hầm của địch. Khẩu 12 ly 7 quạt thẳng vào trận địa và các hướng đánh vào khu trung tâm của địch. Khẩu đội cối của địch có lẽ lui về sau một chút, bắn vào đội hình C1. C trưởng là anh Siêu quê ở Hà Tây. Tiểu đoàn phó hiệp chỉ huy cánh C2 đốc thúc bộ đội đánh mạnh vào khu trung tâm. Địch vỡ trận trên hướng này. Cối 82 rót trước mặt bộ binh và địch hoảng loạn. Khẩu DKZ C3 bắn truy kích hướng chạy của địch. Bộ phận đón lõng được lệnh di chuyển đội hình và sẵn sàng. Nhưng ta đã đoán sai hướng chạy của địch, vì hướng đón lõng là bãi mìn của địch. Bộ phận này không phát huy tác dụng, chỉ diệt được 2 tên và hỗ trợ bộ binh, làm đội hình địch rối loạn, ta dễ bề làm chủ trận địa. Hầu hết, địch bị tiêu diệt do pháo binh, chúng chết dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất. Ta thu được một khẩu cối 82 và nhiều B40, B41. Sau này khi nghe tổng kết trận đánh, ta diệt được 54 tên tại chỗ, có một số chúng lôi đi có vết máu. Lực lượng ta hy sinh trên hướng C1 là chủ yếu, gồm 7 hy sinh và 9 bị thương. Thế mà trên đường chúng tôi rút về, vẫn có một lực lượng của chúng đánh cắt ngang đội hình. Đại đội 2 bộ binh có trách nhiệm xử đám lính này, do đội hình hẹp, khó triển khai đội hình. Ta hy sinh thêm 1, bị thương 2, trong đó có một thành viên quân sự Việt Nam hiện nay. Địch bỏ lại một thằng tốt già ngáp đế, chắc khoảng trên 40 tuổi. Phải công nhận, chúng chai lì trong cách đánh đeo như đỉa. Hầu như lực lượng trinh sát từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đều hoạt động hết khả năng để chống đỡ với chiến thuật này của chúng. Ngày mùng 5 tháng 11, chúng ta cùng tác chiến trên hướng. Trung đoàn 94 có tăng cường một tiểu đoàn của sư đoàn 309 vào khu công xã của chúng, phía nam đường 19. Phía trước, chúng tôi còn nhiều điều phải làm để củng cố bàn đạp nhằm giữ vững biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trận đánh căn cứ Sa XB phía nam đường 19. Để chuẩn bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những năm tháng cuối năm 1978, đánh những đòn phủ đầu, không cho chúng quậy phá ta, bằng cách phá tan các căn cứ của địch, chiếm lấy các điểm cao dọc đường 19, tạo các trận địa pháo cấp quân khu, hỗ trợ cho bộ binh tác chiến, tạo vùng đệm an toàn cho ta. Sau này, tôi mới biết là chúng ta đánh để chọn những vị trí thích hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn công giải phóng các tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia. Sư đoàn 307 quyết định đánh khu Sa XB ở phía nam đường 19 và lực lượng tác chiến chính là toàn bộ Trung đoàn 95 dưới sự yểm trợ tối đa của pháo binh quân khu. Thật ra, căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa năm 1978, có thể tháng 5 hay tháng 6 dương lịch. Lực lượng tham gia là Trung đoàn Bộ binh 95 và Trung đoàn Bộ binh 31 thuộc Sư đoàn 2. Lúc này ta chưa thành lập hai sư đoàn 307 và 309. Phần này, tôi chỉ nghe anh em lính trinh sát của Trung đoàn Bộ binh 95 kể lại. Khi chúng ta chưa ổn định đội hình, chúng đã tấn công ta, và ta giành với chúng từng cứ điểm của vùng này, giằng co một thời gian khá dài, với bao nhiêu khó khăn và thương vong. Sau ngày đánh căn cứ rừng khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này. Vùng này, địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng trũng nên bị ngập nước, rừng rộng nguyên sinh khó di chuyển. Để nắm được địa hình của căn cứ này, chúng tôi phải ngâm mình dưới nước cả ngày, vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải chịu mũi chích đỉa đeo. Có con, nó cắn no, gỡ ra to bằng cái cán dựa, cân lên cũng khoảng hơn 2 lạng. Có một lần, khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt cản đường chúng tôi trở về đơn vị. Vô tình bị bao vây, coi như mất liên lạc với sư đoàn. Đồng chí thông tin đành phải gói máy PRC-25 vào bao ni lông và chôn xuống đất. Theo chúng tôi xuống hồ, chứ ở trên bờ không được nữa. Ban đêm phân công anh em theo dõi địch, nắm chính xác nơi nào địch nhiều, địch ít, để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng. Do bị đói và bị mất máu do đỉa, nên nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên cơn sốt. Chúng tôi xác định chính xác nơi chúng bố trí quân, tìm cách thoát ra. Đồng chí Bửu, lính tháng 5 năm 1978, quê Hoài Nhơn, Bình Định, trinh sát Trung đoàn 95, là người vượt đầu tiên mở đường cho anh em. Cả đội hình lên bờ an toàn thì lại gặp một nhóm địch. Cả đội hình nằm im chuẩn bị. Chúng lại đi hút thuốc. Gần sáng không thấy chúng thay gác, chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng. Anh Bào Bê Trưởng, tôi và anh Thực, lính 74 quê Cao Bằng, thành một tổ, vượt qua mặt địch, chỉ cách hai thằng tốt đang ngủ gật khoảng 5 mét. Âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở. Anh em gom quân, cố gắng vượt qua khu vực địch ở khoảng 2 km, thì trời tờ mờ sáng. Cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi, và nói như thời nay là xả stress. Anh em mệt lả, đói, căng thẳng. Xác định lại tọa độ, thì thấy chúng tôi cách đường 19 khoảng 6 km. Nhưng đoạn này địch đang làm chủ. Nếu cắt đường tiếp cận với đường 19, ở đoạn an toàn có ta, thì khoảng gần 10 km. không ai nói với ai lời nào, suy tư tính toán. Cuối cùng, anh em hạ quyết tâm vượt mọi khó khăn để về đơn vị. Thay phiên nhau đi đầu, dìu bạn vượt qua các bình độ và bãi lầy. Mặt trời đứng bóng, chúng tôi cách đường 19 khoảng 500 mét. Lúc này chúng tôi hầu như không ai bước nổi nữa. Tản ra, nằm la liệt dưới gốc cây dầu khộp to. Cuối cùng, anh Bảo chọn ra 6 anh em còn sức, bám ra mặt đường 19 để bắt liên lạc với các đơn vị của ta. Những anh em còn lại cảnh giác cao độ và chuẩn bị tinh thần tác chiến, 12 người. Lại băng rừng trong căng thẳng, mệt và đuối sức. Đang đi thì tôi nghe tiếng động, anh em dừng lại quan sát. Sau khi xác định là lính ta, chúng tôi tản ra đường ở khoảng cách xa và la lớn. Trinh sát 307 đây, trinh sát 307 đây. Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra đường và bám vào các thân cây to, la lớn. Đơn vị nào, đơn vị nào. Anh Bảo nói với tôi và đồng chí thông tin, quê ở Tuy Hòa, Phú Yên, lâu quá quên tên. Anh em yểm trợ, tôi ra đường xem sao. Anh đi chậm rãi và bình tĩnh, miệng luôn la lớn. Trinh sát 307 đây, trinh sát 307 đây. Thấy anh Bảo có một mình, anh em đơn vị bạn cũng cho 3 người bước ra đường và nhận ra nhau. Thì đây là chốt tiền tiêu của tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư đoàn 309. Sau khi nghe chúng tôi nói, còn một số anh em phía trước nữa, các đồng đội tiểu đoàn 7 khẩn trương vận động theo trục đường, mang theo võng và thuốc tây, lương khô lên tiếp tế, giúp đỡ anh em còn nằm lại về chốt tiểu đoàn 7. Chúng tôi nhờ tiểu đoàn 7 điện về đơn vị qua tổng đài của sư đoàn 309 thì nhận được chỉ thị của chính ủy Lê Lung, cho anh em nghỉ ngơi tại chỗ và đơn vị sẽ cho xe lên đón về, biểu dương tinh thần của các đồng chí. Oai chưa? Khi về đến sư đoàn bộ, mọi người ở đơn vị mới thở phào nhẹ nhõm, vì bất cứ tình huống xấu nào xảy ra với chúng tôi thì ý đồ tấn công của đơn vị hầu như là bị lộ. Nghỉ ngơi được mấy ngày, một số các anh em còn khỏe lại tiếp tục lên đường cùng với số anh em trinh sát trung đoàn bộ binh 95 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trinh sát địch. Lần này có trợ lý tác chiến sư đoàn đi cùng, tăng cường thêm một máy PRC-25. Chúng tôi lại lội suối băng rừng, tiếp tục con đường ra trận của người trinh sát. Trinh sát lần 2. Rút kinh nghiệm lần trước, địa bàn trinh sát rộng nhưng lực lượng ít, dễ bị thụ động trong xử lý các tình huống. Ta tăng cường quân và chia theo 2 hướng về phía căn cứ chúng. Cánh chúng tôi gồm 20 anh em, trang bị máy PRC và tăng cường thêm 2 khẩu B40. Cắt theo đường vòng qua các khu sình lầy khó di chuyển, nghĩ rằng địch không có đóng quân. Từ vị trí sư đoàn bộ đến vị trí 20 km một ngày đường. Xế chiều, chúng tôi còn cách đơn vị của chúng khoảng 2 km và dừng quân chờ cánh thứ 2. Lính lác nên không thể biết cánh quân kia đi hướng nào. Gần 5 giờ chiều, cả hai cánh hợp quân lại. Đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn nhận xét về tình hình địch trong ngày, nhắc nhở anh em cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào có thể bị lộ. Nếu bị lộ thì đội hình đơn vị khó trở về an toàn, vì xung quanh lực lượng địch rất đông, chúng lại thuộc địa hình hơn ta. Chúng tôi tản ra các vị trí chung quanh, chốt lại, chờ ngày mai sẽ trinh sát tiếp. Xung quanh các hoạt động của địch đều được chúng tôi quan sát kỹ. Tiếng động nhiều nhất là tiếng cưa cây. Chúng tỏ chúng đang củng cố công sự, nhưng không thấy chúng đốn cây. Trời sáng hẳn, chúng tôi ăn sáng bằng lương khô 702, đợt này thì vô tư, và chuẩn bị xuất phát. Chia làm 3 mũi, chúng tôi áp sát vào đội hình địch và dự phòng tọa độ tình huống khi có chuyện xảy ra. Mũi của chúng tôi là vòng qua bên trái đội hình địch, có 12 anh em. Rất may là xung quanh chúng không bố trí mình, nên cũng thuận lợi cho ta tiếp cận. Đội hình địch đóng chốt xung quanh bờ hồ. Công sự sơ sài, tôi phát hiện ra khẩu DKZ-75 của địch để phía trên công sự, cách tôi khoảng 30 mét. Chúng im lặng đào hầm, không có đi lại nhiều. Tôi nhìn rõ mặt được khoảng vài tên lính già, mặc quần đùi, có lẽ đang lao động. Có một số nữ ra mép hồ múc nước và tắm rửa. Mới sáng mà sao tắm sớm thế? Chúng cũng biết ăn bông điên điển nữa đấy. Thời gian cứ mãi trôi. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi được lệnh rút ra. hơn 1 cây số và chờ lệnh. Tham mưu trưởng trung đoàn lệnh cho chúng tôi chia làm 4 nhóm bám sát địch, tạo một hành lang an toàn từ đó về đơn vị. Mỗi nhóm cách nhau 4,5 km. Tôi nằm trong nhóm cuối cùng, tức là nhóm tiếp cận với đường 19. Hên quá! Xác định điểm dừng chân của các nhóm xong, toàn bộ nằm trong rừng gai Oro, nhóm chúng tôi rút ra đường 19. Trên đường chúng tôi gặp 3 lần địch, mỗi nhóm khoảng hơn chục tên, trang bị quá dữ dằn. Chắc chúng quậy phá anh em 31 hay 94 gì đó, vì từ tờ mờ sáng chúng tôi đã nghe tiếng súng nổ hướng E31 và E94. Ra đến đường, chúng tôi bắt liên lạc với anh em E29 đang chờ chúng tôi tại đây. Đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn giao nhiệm vụ cho bộ phận chốt tiền tiêu xong, chúng tôi về sư đoàn bộ báo cáo tình hình. Việc này của sếp, anh em chúng tôi móc võng, nấu nước trà, ăn lương khô, tán gẫu. Nhưng rôm rả nhất là chuyện hồi sáng, bọn pốt nữ tắm. Sáng hôm sau, tôi được phân công lên chốt của E29 và bám tại đây chờ lệnh. Tôi biết rằng ngày hôm nay toàn bộ các cán bộ E95 và của sư đoàn đi trinh sát thực địa lần cuối trước khi nổ súng. Đạn M72 của Mỹ được chuyển lên chốt trung đoàn 29 khá nhiều. Ngồi ở chốt, tôi thầm mong đội hình đi đầu xuôi đuôi lọt. Cả ngày hướng đó không có nổ súng. Khoảng 3 giờ chiều, bộ phận tiền trạm ra đến đường 19, ở lại luôn với chốt trung đoàn 29. Nhìn đội hình, tôi thấy vắng trợ lý trinh sát, phó tham mưu trưởng của trung đoàn 95 và một số cán bộ khác của sư đoàn. Cuộc chiến chuẩn bị. Trung đoàn 95 bộ binh vào trận với khí thế của một trung đoàn anh hùng. Trung đoàn bám trụ, chịu đấm ăn xôi đầu tiên trên khu vực này. Tiếng súng đã nổ vang ở XA, XB. Mọi việc chuẩn bị đâu đó xong, toàn trung đoàn 95 ra trận. Việc đầu tiên là bộ phận thông tin hữu tuyến phải hoàn chỉnh đường dây liên lạc từ chốt của trung đoàn 29 đến cách căn cứ của địch khoảng 2 km. Theo kế hoạch, toàn bộ trung đoàn 95 sẽ hành quân và áp sát mục tiêu ngay trong đêm. Từng tiểu đoàn vào trận theo thứ tự là tiểu đoàn 3 của thủ trưởng Giữa, tiểu đoàn 2 của thủ trưởng Nho và cuối cùng là tiểu đoàn 1 của thủ trưởng Nam. Mỗi tiểu đoàn xuất phát cách nhau 30 phút. Bộ phận hỏa lực nào của trung đoàn tăng cường cho các tiểu đoàn thì hành quân theo tiểu đoàn đó. Từng tiểu đoàn được bám theo đường dây hữu tuyến vào vị trí tập kết. Tổ trinh sát của tôi đi cùng tiểu đoàn 3 gồm C9, C10, C11 và C12. Mỗi người đi cách nhau khoảng 1 mét. Phía sau ba lô có dán miếng vải trắng làm dấu. Khoảng 1 tiếng nghỉ giải lao, 5-10 phút. Vì đường đã mòn nên bộ binh đi nhanh hơn khi chúng tôi đi trinh sát. Vui nhất là chuyện truyền khẩu lệnh. Đi phía trước, chúng tôi thấy có một cái hố. Chúng tôi truyền về sau. Coi chừng có hố. Không hiểu sao, khi đến cuối đội hình, thành ra coi chừng có hổ. Anh nào cũng lăm lăm súng trong tay chuẩn bị tiêu diệt hổ. Khoảng 3 giờ sáng, các đơn vị ém quân thành công không bị lộ. Trăng đã gần lặn ở hướng Tây, bóng mờ mờ của ánh trăng cũng giúp cho chúng tôi khối việc. Tôi nằm cùng công sự với anh Bảo, sư trưởng C10, cách vị trí đồng chí thông tin chôn máy ngày hôm trước khoảng 200 mét. Lặng im và nghe ngóng. Toàn bộ tuyến thông tin ngưng hoạt động. Xa xa, tiếng côn trùng kêu như khúc nhạc du dương kiểu rừng rú. Ai mà không quen, nghe cũng lạnh gáy. D3 là đơn vị có truyền thống đánh mở cửa. Và trong trận này, chúng tôi dự định đánh dồn toàn bộ đội hình chúng xuống hồ nước. Một điều bất chợt xảy ra không bao giờ có trong phương án tác chiến. Một bầy heo rừng đi sộc vào hướng C9. Có lẽ chúng tìm đường xuống hồ uống nước. Sau này nghe anh em kể lại, vì tôi ở hướng C10. Tất cả bộ đội ta phải nằm chết dí trong các công sự, không dám ngẩng đầu lên. Thời gian trôi qua nặng nề và tĩnh mịch. Tôi biết, dù rằng mệt, nhưng hầu như anh em ta thức trắng không ngủ. Trăng lặn báo hiệu trời gần sáng. Tôi thấy bộ đội ta rục rịch. Trời sáng đủ để quan sát. Tôi nghe tiếng pháo 105 từ trận địa Ô Gia Đao bắn chỉnh tọa độ 5 trái. Và sau đó cả pháo 155 cũng tham gia tác chiến một cách tích cực. Đội hình địch rối loạn, những tiếng kêu la thất thanh. Chúng bắt đầu bắn vu vơ vào đội hình ta, nhưng rất yếu vì lo tránh pháo. Pháo ta bắn cấp tập trong vòng 10 phút. Đạn pháo giải đều khắp vùng bờ hồ. Ở vị trí của C-11, đạn pháo ta nổ cách rất gần. Bỗng hai vầng sáng lóe lên hướng C-9. Và tôi biết rằng mình DH-30 như cái nón lá đã nổ. Hỏa lực cá nhân và trận địa khai hỏa đồng loạt. Địch chống cự quyết liệt. Chúng bắn mạnh nhất là DKZ. Đạn vướng phải cây nổ ầm ầm trên thân cây. Ta có một số thương vong do đạn bắn kiểu này. Súng 12 ly 7 của C-12 đi theo hướng C-9 bắn liên tục vào đội hình địch. Và địch cũng không thiếu 12 ly 7. Chúng bắn mạnh về hướng ta. Lúc này mới thấy đạn cối của địch nổ hướng C-9. Có lẽ chúng đã biết đây là hướng chính. Bộ đội ta xung phong tiến lên hòa lẫn tiếng súng của địch. Phía bên kia bờ hồ, tiểu đoàn 1, sau này tôi mới biết, cũng đánh mạnh và hỏa lực cả hai bên nổ vang trời đỏ rực. Hướng tiểu đoàn 1 tôi thấy địch nhào xuống bờ hồ vì chúng vỡ trận trên hướng này, nhưng trên hướng tiểu đoàn 3 chưa triển khai như ý. C9 bị khựng lại và tôi thấy anh Bảo C trưởng C10 cầm ống nghe trực tiếp nhận mệnh lệnh đánh vòng sang hỗ trợ cho C9 để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí. Tôi và hai trinh sát của Trung đoàn 95 dẫn C10 vòng sang phải đánh tạt vào sườn của chúng. DKZ của địch vẫn phát huy hết cỡ, bắn rất rát vào đội hình ta. Sau này nhìn lại sơ đồ trận đánh, tôi mới biết là chúng tử thủ vì không còn con đường thoát. Bị chọc vào sườn, chúng bị phân tán hỏa lực, nên C9 tiến lên chiếm những vị trí đầu tiên trong công sự đơn sơ của địch. Địch bị dồn xuống bờ hồ và mất thế thượng phong nên chống cự rất yếu. C9 đã lấy được khẩu DKZ của địch. Xác địch chết chồng lên nhau do trúng loạt đạn 12 ly 7. Không còn đường thoát, địch mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của C10, lúc này đã bị phân tán do chi viện cho C9. Anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa đầy 2 mét. Khốn nạn cho hai thằng giả pốt, chạy bậy, bị anh Thùy Dương, quê Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định, tặng cho quả B41. Lúc này, tôi thấy anh em tiểu đoàn 1 đã chiếm bờ hồ phía bên kia và chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ, nhưng chỉ có 12 ly 7 và DKZ là có hiệu quả. Bỗng xa xa, có tiếng nổ rộ lên và cũng không kém phần ác liệt. Thì ra hướng tiểu đoàn 2 có trách nhiệm đón lõng phát hiện địch tăng cường chi viện và chúng cũng phát hiện ra ta nên choảng nhau. Hướng tiểu đoàn 2 nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta yếu hơn. Sau này biết là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh. Pháo binh chi viện hướng tiểu đoàn 2. Lúc tôi tiếp cận được với C9 thì cũng là lúc Trung đoàn 95 lệnh cho tiểu đoàn 3 tăng cường cho tiểu đoàn 2 đánh địch chi viện, chủ yếu là C10 và C11. Vì anh em C9 khi đánh mở cửa bị thương vong và đang giải quyết thương binh. Tôi thấy chính trị viên tiểu đoàn 3 đang đôn đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu. Lúc này tôi nghe rộ tiếng súng cối không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của địch. Tình hình tiểu đoàn 2 không thuận tiện lắm. Từ vị trí đón lõng bây giờ thành hướng chính của trận đánh. Pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng tiểu đoàn 2 càng mạnh hơn. Nghe tiếng súng đã có khác, do C10 và C11 chi viện kịp thời, địch bị phân tán hỏa lực nên cường độ dồn vào tiểu đoàn 2 bị giảm rõ rệt. Anh em tiểu đoàn 1 làm chủ phía bên kia bờ hồ và sang hỗ trợ tiểu đoàn 3 nói chung và C9 nói riêng, giải quyết chính sách thương binh tử sĩ. Tiếng súng ở tiểu đoàn 2 cũng giảm dần. Tôi đi dọc bờ hồ, thấy xác địch nằm ngổn ngang, chúng bị đạn pháo và 12 ly 7 là nhiều. Anh em tiểu đoàn 1 đang thu vũ khí. Tôi thấy đồng chí thông tin chạy về hướng chúng tôi. Anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy PR-25 không? Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này. Tôi dẫn anh đến. Anh moi đất lấy máy lên. Máy nằm trong bọc ni lông dày nên không sao. Và mở máy gọi về đơn vị. Trận đánh kết thúc. Cả Trung đoàn 95 lần lượt thu quân. Khi ra đến con đường lớn nối thông ra đường 19, tôi thấy có anh em Trung đoàn 29 và Trung đoàn 726 hay 762, tỉnh đội Đắk Lắk, tôi không nhớ rõ, có mặt ở đây. Thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, sư đoàn đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ phía sau Trung đoàn 95, tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm. Và điều này đã không xảy ra. Đường thông, Trung đoàn 95 dùng xe GMC lên sát trận địa, đưa thương binh tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn. Trận này, chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch. Trinh sát chúng tôi ít khi được biết con số chính xác thương vong của cả hai bên, vì đây không phải là việc của trinh sát. Giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến. Sau đó chúng tôi giúp anh em thông tin, thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị. Con đường này gọi là đường Công Hương, là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối tháng 12 năm 1978. Sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho tiểu đoàn 50, tiểu đoàn 52, tỉnh đội Bình Định và trung đoàn 812, sư đoàn 309, chốt giữ làm bàn đạp. Xuất phát từ đây, trung đoàn 812 đã đánh mở cửa lên đường 19, khơi mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22 tháng 12 năm 1978. Quyết chiến cao điểm 825 năm. Cuối tháng 12 năm 1978, theo đường 19, ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào tháng sau. Dọc đường, bộ đội ta thiết lập các căn cứ hậu cần, trận địa của các binh chủng như pháo binh. Ta tiến vào đất địch 20 km và đang ổn định trên thế thượng phong của mình. Lực lượng địch vẫn liên tục quậy phá, pháo kích cối 82 vào các đơn vị của ta. Ta chiếm được khu XA, XB, quả là lợi hại. Bộ đội khí thế bước vào một thời kỳ mới. Thanh niên xung phong đã xuất hiện ở đồn 23 biên phòng, nơi mà không ai ngờ rằng cách đây vài tháng, anh em công an nhân dân vũ trang mất ăn mất ngủ với chúng. Phía bắc đường 19, địch còn chiếm lĩnh cao điểm 328, nơi chúng tung quân cũng như pháo vào ta. Nhiệm vụ này cũng được giao cho Trung đoàn Bộ binh 95, có sự hỗ trợ của Trung đoàn Bộ binh 94, đã về trong đội hình của Sư đoàn 307. Và cũng thật buồn, đây là trận đánh mà trinh sát sư đoàn mất đi 6 người, chưa kể anh em bị thương nặng nhẹ. Điều đó cũng nói lên sự khó khăn cũng như nhiều điều chưa lường được. Trong vòng một tuần, chúng tôi tung quân trinh sát khu vực này 3 lần và gần như lần nào cũng có anh em thương vong, bị mìn, bị phục kích, bị đánh từ phía sau khi đi công tác. Do tính chất khó khăn của trận đánh, quân khu 5 tăng cường một tổ trinh sát của tiểu đoàn 32 quân khu phối thuộc cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Qua một tháng tác chiến, bản lĩnh của anh em chúng tôi tiến bộ rõ rệt và từ trận đánh này tôi đã là một tiểu đội trưởng. Oai chưa? Trận đánh này không còn là bí mật vì địch biết rằng dù muốn hay không, ta cũng không tha cao điểm này. Đây là cái khó của trận đánh. Nhưng thật ra, đơn vị địch trấn giữ khu vực này đã không còn hung hăng như trước qua sự thất thủ tại căn cứ XAXB. Chúng không còn đủ lực lượng để đánh chính diện với ta. Tinh thần cũng hoang mang hơn trước nhiều, khả năng sợ pháo binh ta là rõ nhất. Ta dùng chiến thuật nghi binh ở hướng chính diện do một phần lực lượng của Trung đoàn 29 và Trung đoàn 94 đảm nhiệm. Các đơn vị này tấn công chúng liên tục dọc theo đường 19 nhưng không đánh sâu, vì điểm cao này cũng không xa so với đường 19. Phần lực lượng chính của trinh sát sư đoàn đều phối thuộc với Trung đoàn 95. Quân số lúc này đã giảm, anh em ốm sốt thường xuyên, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Khoảng 30 người với 2 tổ, chia ra nhiều chức năng, dẫn đường, trinh sát, tạo hành lang. Đội hình hành quân chọn vị trí là khoảng giữa của hai cao điểm 312 và 328. Rất tiếc là trình độ kém quá nên chưa minh họa cho anh em được trên bản đồ. Chúng ta thọc sâu vào trong khoảng 3 km và chọn hướng tấn công là bắc và tây bắc của điểm cao. Do hạn chế của địa hình nên tiểu đoàn bộ binh 2 là thê đội 2 của trận đánh, cũng như giữ phần phía sau của đội hình tác chiến. Chủ lực là tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 1 đánh tạt sang hai bên sườn. Trước khi xuất quân một ngày, trinh sát bí mật, hết sức bí mật, tạo một con đường và nơi tập kết cách chân cao điểm khoảng 2 km, không sử dụng thông tin hữu tuyến. Khó khăn nhất là bộ phận hỏa lực phải chiếm một mỏm đồi nhỏ, toàn dây leo vào vách đứng. Ngay cả địch cũng không ở. Ta phải đưa một khẩu 12 ly 7 và DKZ chiếm lĩnh. Mỏm đồi này cách mỏm chính chừng 200 mét đường thẳng. Quân số toàn bộ kể cả bộ phận trinh sát là 31 người do đại đội phó đại đội 12 tiểu đoàn 3 chỉ huy. Đúng 5 giờ chiều, đội hình xuất phát. Do đường gần nên mỗi tiểu đoàn cách nhau 30 phút. Tiểu đoàn 2 xuất phát đầu tiên, cực nhất là đi đêm vì bảo đảm bí mật và gây cho chúng nhiều bất ngờ. Vượt qua địa hình hiểm trở, tiểu đoàn 2 chiếm lĩnh vị trí tập kết lúc gần 10 giờ đêm. Chúng tôi quay lại đón tiểu đoàn 3 và bố trí hoàn chỉnh cho tiểu đoàn 3 gần 2 giờ sáng. Riêng tiểu đoàn 1, dù xuất phát sau, nhưng do vị trí của tiểu đoàn 1 ít hiểm trở hơn nên cũng hoàn chỉnh việc chiếm lĩnh trận địa gọn nhẹ. Nhóm trinh sát trung đoàn 95 dẫn khẩu đội DKZ ở mỏm đồi bên, bị mất liên lạc do nhầm đường, phải quay lại, làm cản trở công việc khá nhiều. Khẩu đội này bố trí xong khoảng gần sáng, chúng tôi quay lại hướng tiểu đoàn 3, thấy anh em đã bò lên đến hơn nửa chừng đồi và ngừng lại. Riêng hướng đại đội 11 chiếm bình độ cao hơn do có khẩu DKZ yểm trợ khi tấn công và pháo ta sẽ bắn vào tọa độ này nhiều hơn hướng C10 và C9 của tiểu đoàn 3. Sợ pháo rơi vào quân ta, có nghĩa là đại đội 11 bằng mọi giá phải chiếm trận địa địch đầu tiên, hỗ trợ cho đại đội 10 và đại đội 9 ở hướng chính diện. Tôi nằm ở hướng tiểu đoàn 3, lại tiểu đoàn 3 nữa. Trời sáng, mỏm đồi có khẩu DKZ nhìn thấy địch nổi lửa và báo về sở chỉ huy trung đoàn bằng mật khẩu 2 lần mở tắt máy PRC-25 chứ không gọi. Mật khẩu này lặp lại lần thứ 2, mục tiêu đã rõ và cả đội hình nghe tiếng pháo từ nhà bắn lên. Quả đầu tiên cách đại đội 9 khoảng 30 mét và bên tiểu đoàn 1 chỉ cách đại đội 2 vẻn vẹn 20 mét. Ta điều chỉnh tầm pháo và sau đó là cấp tập. Trận địa bụi đất đá tung lên mù mịt. Đại đội 9 có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ do mảnh đá bay trúng đầu. Trong tiếng pháo, từ đội hình ta nghe tiếng hỗn loạn của địch. Pháo bắn chắc khoảng gần 15 phút thì dừng và bộ binh bắt đầu bò lên từng bước, chiếm các vị trí thuận lợi. Vì trời sáng rõ mặt, địch phát hiện cả hai hướng tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 1 bắt đầu bắn xối vào đội hình ta. Chúng bắn mạnh quá và bộ binh ta phải dừng lại. Đại đội 9 hy sinh 2 đồng chí trong loạt đạn này. Bên kia sườn đồi, tiểu đoàn 1 cũng đang tấn công mạnh và địch cũng phản ứng hỏa lực mạnh. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 lệnh cho đại đội 11 lợi dụng địch chưa phát hiện, nhanh chóng bò lên chiếm vị trí. Điện xong, khoảng 10 phút thì nghe tiếng súng nổ ở hướng đó. Địa hình quá phức tạp cộng với hỏa lực địch quá mạnh, cả hai hướng không tiến lên được. Bộ đội ta nằm khắp sườn đồi, địch có lợi thế hơn ta, từ trên cao bắn xuống gây khó cho ta. Ta tăng cường thêm pháo hạn chế vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn. Lúc này, hỏa lực cối 82 của tiểu đoàn 2 bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng. Địch tăng cường bắn cối vào lưng chừng đồi và 12 ly 7 bắn rất rát vào đội hình. Anh em bắt đầu bị thương vong. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 một lần nữa đốc đại đội 11 tấn công mạnh hơn, cùng chia sẻ hỏa lực với đại đội 9 và đại đội 10. Địch bị phân tán hỏa lực và lúc này khi đại đội 11 gần tiếp cận với mỏm đầu tiên của địch, khẩu DKZ và 12 ly 7 mỏm đùi bên bắt đầu bắn. 12 ly 7 bắn ả âm, nghe chát chúa và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch. Bị bất ngờ, địch chĩa hỏa lực về mỏm đồi DKZ của ta và bộ binh tranh thủ dịp này tiến lên. Quả không sai, khi hỏa lực chi viện cho đại đội 11 phát huy tác dụng, đội hình địch bắt đầu có hiện tượng phân tán. Chúng bắt đầu tháo chạy về hướng đại đội 10. Có thằng Pop đang trên đà lao xuống bị Akata bắn. Nó ngã lăn vào đúng vị trí của một đồng chí của đại đội 10. Hướng tiểu đoàn 11 chiếm vị trí của địch trước tiểu đoàn 3 khoảng 10 phút. Biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi, sở chỉ huy trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 2 dùng đại đội 5 vận động cắt ngang qua sườn đồi truy kích. Những tiếng súng nổ lẹt đẹt về hướng tiểu đoàn 2. Khi ta chiếm toàn bộ cao điểm, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Xác địch ngổn ngang, bông băng đạn dược vứt đầy trên trận địa. Có hiện tượng chúng bắn bồi đồng đội cho chết luôn. Hướng đại đội 11 thu khẩu DKZ của địch đã bị hư do DKZ của ta. Ta làm chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Trinh sát sư đoàn hy sinh 2 bị thương 4. Như vậy, việc đánh điểm cao 328 từ lúc trinh sát cho đến lúc chiếm cao điểm, trinh sát sư đoàn hy sinh 8 đồng chí và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người. Việc chiếm cao điểm 328 và giao cho trung đoàn 94 chốt giữ, coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt, ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường. các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng. Nồi canh chua Trung đoàn 31 Sư 309 cho đi thì nhận lại miếng thịt rừng của Trung đoàn 95 Sư đoàn 307. Ban đêm, có nơi cũng leo lét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trạng đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ. Dưới hầm âm cũng uống trà ăn lương khô, nói chuyện thời sự. Mặt trận đường 19 ngày ấy rất căng thẳng và khốc liệt. Ở đây tôi không dám đưa ra một sự so sánh nào giữa các đơn vị trên toàn mặt trận lúc đó. Và để rộng đường cho anh em hiểu, tôi giới thiệu về cơ cấu các đơn vị ngày ấy như sau. Sư đoàn 307 có các trung đoàn bộ binh 94, 95, 29. Sau ngày giải phóng, chỉ còn lại Trung đoàn 95 là đơn vị còn mang tính chiến đấu, và chính Trung đoàn 95 là đơn vị chịu đấm ăn xôi với Pốt ngay sau khi Pốt phản bội ta năm 1975. Là trung đoàn trực thuộc quân khu 5 khi chưa có sư đoàn 307. Khi chiến sự leo thang thì mới tăng cường thêm 94 và 29 là những trung đoàn đã giã từ vũ khí về làm kinh tế. Thành lập sư đoàn 307 tháng 7 năm 1978. Đầu mùa mưa năm 1978, do yêu cầu của chiến trường, quân khu 5 tăng cường trung đoàn 31 của sư đoàn 2 đang đóng ở Đà Nẵng lên Đức Cơ, nên anh em trung đoàn 31 ngày đó toàn là dân Quảng Nam rất đông. Chính trung đoàn 31 cùng với trung đoàn 95 là những đơn vị tạo hành lang an toàn mà sau này chúng ta có được. Tháng 9 năm 1978, sư đoàn 309 được thành lập, gồm các trung đoàn bộ binh 31, 812, 96. Trong đó, Trung đoàn 812 đang làm kinh tế ở Bình Thuận và Trung đoàn 96 đang làm kinh tế ở Tây Nguyên. Như vậy, chủ công của các trận đánh chiếm lấy các vị trí của địch là Trung đoàn 95, Sư 307, Trung đoàn 31, Sư 309. Tôi phải cúi đầu khâm phục lòng kiên cường, anh dũng, tinh thần vượt khó khăn, bách chiến bách thắng của các anh em Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, nay trong đội hình của quân khu 4. Các trung đoàn khác làm nhiệm vụ chốt giữ cũng có muôn vàn khó khăn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu cho đời lính ở chốt tiền tiêu. Suốt ngày bị chúng quậy phá, ra khỏi hầm là choảng nhau với chúng, ăn cơm cục, uống nước đục, thậm chí râu ria nhiều tháng không cạo, nhìn như thổ phỉ phun rô thời ấy ở Tây Nguyên, quần áo bốc mùi gần như NH4. Mỗi đơn vị có những phẩm chất mà đáng cho chúng ta trân trọng. Khi đến Prattvihia, Trung đoàn bộ binh 95 trấn giữ đền Prattvihia, còn làm nhiệm vụ khác như truy quét tàn quân, giúp bạn, trách nhiệm lại chất lên vai những anh em Trung đoàn 29 và Trung đoàn 94, nhất là các anh em D7E29 trong mùa mưa 1979, vất vả trong những cánh rừng già ở An Lô Ven, tranh nhau với địch, từng quả chuối non đem về luộc chấm. Ngày trở lại Đức Cơ. Sau các trận đánh mang tính chiến lược, tạo ra hành lang an toàn, từ vạch biên giới đồn 23 biên phòng đến ngã ba đường Công Hương, chúng ta đã chiếm lĩnh những vị trí then chốt trên đường 19. Địch không thể làm gì được. Trên quãng đường hơn chục km, ta có tới 3 sư đoàn, thì chúng chui vào đâu được? Chúng nhúc nhích là ta dọn, chúng cục cựa thì ta nã pháo. Thời gian này, chúng vẫn tung các toán nhỏ lẻ, chọc phá các chốt nhỏ lẻ của ta, súng nổ hầu như cầm canh cả ngày. Không ở hướng 307 thì hướng 309. Cánh trinh sát sư đoàn chúng tôi, công việc cũng giảm lại rất nhiều vì không có trận đánh nào cỡ tiểu đoàn và trung đoàn xuất hiện. Trong thời gian cuối tháng 11, ta cũng đang tính tới những chiêu mới để trị bọn này. Cỡ lính lác như tôi thì làm sao biết được. Quân khu 5 cho rút mỗi sư đoàn một trung đoàn về Đức Cơ để củng cố, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Sư đoàn 307 rút trung đoàn 95 và đại đội trinh sát cùng một tiểu đoàn pháo về tuyến sau. Trong những ngày còn lại trên đất Campuchia, chúng tôi chỉ đi trinh sát quanh khu vực sư đoàn bộ, đưa anh em vận tải chuyển hàng lên chốt cho các trung đoàn 29 và 94. Và thực sự lúc này, cả đại đội trinh sát mới đông đủ. Đợt bổ sung quân vừa rồi, 20 người qua một tháng ủng hoảng đã vơi đi hết năm. Anh em hy sinh ở hướng E29 và 94, cánh theo E95 thì nguyên vẹn. Nhìn khung cảnh sinh hoạt của đơn vị ngày đó vui lắm. Cũ mới lần đầu gặp nhau cũng có nhiều điều tâm sự. Ban đêm, dưới hầm ngầm sâu khoảng 2,5 mét, lính ta uống trà, ăn lương khô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Phải đến ca gác thứ tư, 5 anh em mới ngủ, 2 giờ sáng. Thư từ ở nhà gửi lên, bắt đầu nhận lai dai. Mỗi anh một hoàn cảnh, chỉ những anh có vợ rồi thì lắm chuyện rắc rối. Chứ những anh em chưa vợ 100% thì chả việc gì. Gia đình, người yêu, nhắc nhở cẩn thận trong công tác, ăn ngủ đừng để bị sốt rét. Các cô nàng thề non hẹn biển chờ ngày các anh về, để chỉ có vậy, hết. Lần đầu tiên tôi nhận thư em cũng áy náy như hồi tôi chuyển quân lên biên giới chưa kịp gặp mặt. Với độ lệch chừng 10-15 phút giữa kẻ đi và người đến thăm, nó đau là ở chỗ này. Tiếc nuối cũng tiếc nuối từ đây. Chiến tranh có những khoảnh khắc đau thương cực ngắn mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Anh chưa kịp ôm em trong vòng tay của người lính, chưa kịp cảm nhận hơi thở của người lính ra sao. Em chưa hình dung ra anh mặc quân phục khác với khi ở nhà thế nào. Em vẫn mong chờ ngày đó và mong nó đến với em trong đêm nay. Trong giờ phút em viết thư cho anh, em tin rằng anh phải khác với những anh bộ đội em gặp, phải khác với những anh bộ đội em thấy, vì anh là anh của em, mãi mãi là của em. Trích nguyên văn chính xác 100%, kể cả dấu chấm câu. Công việc dồn dập đến và chúng tôi lại phải đi theo yêu cầu của nhiệm vụ. Chỉ còn một chút gì âm hưởng của những lá thư mới nhận, khi dừng chân nghỉ giữa chừng vì xung quanh vẫn còn tiếng nổ ùng ào. Một buổi sáng, bình thường như mọi buổi sáng, nhưng hôm nay sao không thấy nhóm nào chuẩn bị y tuần khu vực, đêm qua cũng không thấy gọi lên giao ban hội ý. A trưởng rồi nhé. Vòng qua hầm của B trưởng thì gặp anh Trường. C trưởng kêu vào, có nước trà Bắc và thuốc thơm thủ đô. Anh Giang sĩ phó đang gấp mấy tấm bản đồ lại và để chúng trên bàn. Lúc này tôi mới biết hôm nay cả đơn vị rút về Đức Cơ cùng với đội hình E95 và tiểu đoàn pháo binh. Tôi vừa về đến hầm thì có lệnh báo động theo cấp trung đội, không tập trung đông. Từng trung đội triển khai và trong vòng 10 phút phải hoàn chỉnh quân tư trang vũ khí. Đoạn này thì nhanh cực kỳ. Đơn vị hành quân ra đường 19 và đi theo trục đường, trên lưng cũng không nặng lắm nên đội hình đi khá nhanh. Càng lùi về hướng biên giới càng thấy sự thay đổi đến chóng mặt. Đường 19 đã được mở rộng bằng phẳng, có độ cao ở giữa để không đọng nước. Anh em ta áo thun dệt kim, quần đùi, ngồi trên những bàn tre dã chiến dọc hai bên đường vẫy chào chúng tôi. Có anh hào phóng liệm cho gói thuốc Tam Đảo. Đến trận địa pháo của sư đoàn, chúng tôi dừng lại và tản đội hình nghỉ giải lao. Dù đang tác chiến, nhưng phải nói rằng phía sau của ta lúc này hết sức thanh bình và vui nhộn. Bộ đội các binh chủng đều đóng ở đây, không khí hòa bình đã thoáng mùi. Chúng tôi về đồn 23 biên phòng thì đã trưa. Hình như quân nhu sư đoàn đã báo cơm, nên khi chúng tôi đến chỉ cần rửa mặt xong thì cơm nước đã được bày sẵn, khá thịnh soạn. Chúng tôi chén ngon lành như chưa bao giờ được chén, nhất là cái món cải non mà anh em đồn 23 trồng, gần một tạ rau được dọn sạch. Lính ta luôn thiếu chất rau. Đất mẹ, không khí thanh bình, tình cảm ân oán giang hồ giữa đồn 23 và trinh sát sư 307 trong những ngày khó khăn ác liệt lại lôi ra tâm sự khói thuốc nghi ngút và chén trà thơm. Lúc này, anh em trung đoàn bộ binh 95 mới về đến đường biên, cũng nghỉ giải lao, cũng ân oán giang hồ ngày xưa, cũng trả thuốc. Nghe đâu, sau cuộc hội ngộ này, anh em đồn 23 phải tuyên bố phá sản chuyện trả thuốc vì đãi khách. Qua biên giới khoảng 2 km thì trung đoàn bộ binh 95 được xe của đơn vị trở về hậu cứ. Ngày ấy, trung đoàn bộ binh 95 giàu xe nhất. Trong kho còn xe GMC của Mỹ mới tinh, chưa dùng. Chúng tôi vẫn thả bộ dọc đường 19 bụi mù khi có những chuyến xe lao qua, cắt qua rừng cao su của chị em trung đoàn 746 đang mùa làm cỏ. Chị em ngắm nhìn say đắm những chàng trai, bụi mờ sương gió, cái bụi mờ mà chị em sẽ thưởng thức nay mai. Tiếng chào nhau, tiếng gọi nhau, thậm chí tiếng mắng yêu nhau không ngớt. Đến cứ của đơn vị, nhận trại xong, chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều tối chúng tôi đi ra suối tắm, dòng suối trong xanh chảy qua những trảng đá dài, ngoằn ngoèo, ôi mát mẻ làm sao, cảnh tắm tiên. Vì mỗi anh chỉ còn một chiếc quần độc mộc, không khác gì với bác bao leo tả, bạt ngàn, thiếu nữ thái trắng không xiêm y bên dòng suối dọc đường 6 Thuận Châu, Sơn La. Chỉ khác là cái phần óng ánh dưới làn nước kia mà thôi. Chúng tôi cũng không biết rằng phía trên của con suối này khoảng 200 mét là đại bản doanh của chị em, Trung đoàn 746 mà sau này anh em sẽ được nghe kể lại. Nhân vật chính nay là nữ giám đốc của một công ty giống cây trồng miền Trung. Đêm đầu tiên trở về cố quốc sau một tháng ly hương, ngủ dưới những cánh rừng bằng lăng, vẫn những ca gác như trên biên giới, vẫn chuyện đời, vẫn chuyện các trận đánh mà bây giờ mới kể, mới tổng hợp từ các hướng của trung đoàn. Một vài anh bắt đầu viết thư cho người thân. Ban chỉ huy gọi các AB trưởng lên quán triệt nhiệm vụ, làm phương án tác chiến, cung cấp các tọa độ cho dây pháo hỗ trợ khi yêu cầu. Ban chỉ huy chiêu đãi anh em bằng 2 kg gạo mà tay quản lý C không biết bằng thủ thuật gì mà chị em 746 phải giơ tay ủng hộ. Tàn cuộc, về doanh trại cũng khí thế, lấy giấy bút viết thư cho em, nhưng chỉ được mấy chữ: Đức Cơ, ngày tháng năm 1978, em của anh. Con quái vật ngủ lại hiện về, và cái đêm thứ ba nơi biên giới Đức Cơ trôi qua êm đềm. Trong giấc mơ, anh nắm tay em đi dọc theo dòng sông quê nhà, dòng sông tuổi thơ của hai ta. Dưới những hàng nước rậm mờ ảo ánh trăng, bàn tay em chai sạn vì những đám ruộng muối của hai gia đình, bàn tay anh chai sần vì ôm súng gìn giữ biên cương. Thét thét, dậy thể dục đê! Đức Cơ, khung trời bình yên. Ngày thứ hai khi về lại hậu cứ, đơn vị tổ chức họp hội đồng quân nhân, tổng kết cả một đợt đi chiến dịch, nhận xét, tuyên dương, khen thưởng, đề nghị phong quân hàm, và điều quan trọng, triển khai kế hoạch huấn luyện binh chủng, điều mà anh em chúng tôi chưa biết gì. Và theo lệnh của sư đoàn, chúng tôi phải thực tập sử dụng bản đồ trên mọi địa hình. Rừng núi nguyên sinh, vùng Đắc Tô Tân Cảnh, rừng thưa độ che phủ dưới 25%, Đắc Pơ Hà Tam, xác định bản đồ trong thành phố Pleiku, Kon Tum. Địa hình đồi núi phức tạp, Chư Nghé, điểm cao 429. Thời gian quá gấp nên đơn vị yêu cầu không nên báo về gia đình, tránh tình trạng gia đình lên thăm, dễ gây hiệu ứng mất lính như những đợt trước. Cũng như nghe tiếng ùng oàng từ phía bên kia biên giới. Ngày thứ ba, chúng tôi có một ngày để chuẩn bị quân tư trang, nghỉ ngơi lấy lại sức, và cả bọn đều nghĩ rằng cách hồi sức tốt nhất là qua giao lưu với các chị em Trung đoàn 746 đang trồng cao su ở khu vực này. Có lẽ không có gì dễ hơn việc bộ đội làm quen với bộ đội, chóng vánh nhưng mang rất nhiều màu sắc. Chúng tôi qua C3, E746, khi chị em nhà mình đang làm cỏ cao su được vài tháng tuổi, những hàng cao su thẳng tắp mơn mởn trong nắng trời Tây Nguyên, màu xanh của sự sống đang phát triển, mặc cho tiếng súng chỉ nổ cách đó chưa đầy 10 km. Đồng Hương ơi, Đồng Hương quê ở đâu vậy? Hàng trăm câu hỏi như nhau được phát ra từ những cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, mang âm hưởng nhẹ nhàng của xứ Huế, trọ trẻ khó nghe của Quảng Bình, Đồng Hới. Đồng Hương ở Huệ, chúng tôi đáp lại. Những tiếng cười thánh thót vang lên, nghe xao xuyến cực kỳ. Chúng tôi ghé chơi và chị em cũng thân tình đón khách, ngồi ở dưới những gốc cây bằng lăng to rợp mát. Một thiên sử mở ra với không biết bao nhiêu chủ đề. Biết mục đích của chúng tôi là đi kiếm rau về cải thiện, chị em không ngần ngại cho người về trại nhổ luôn một luống củ cải cho chúng tôi mang về, với bao lời dặn dò, tối nay chị em sẽ sang chơi. Chúng tôi không được ra khỏi doanh trại vào ban đêm, nhưng chị em đến chơi thì được, và phải về lúc 9 giờ. Không phải chỉ có C3 mà cả C2 cũng kéo qua doanh trại chúng tôi, tỷ lệ 1 nam 3 nữ. Đêm ấy chúng tôi chung vui văn nghệ với nhau, và đến hơn 11 giờ đêm mới giải tán, khi nghe tiếng kèn của đơn vị gõ liên hồi báo động là phải về. Tôi vốn không ưa ca hát nên mời chị em về lán uống nước trà, và còn mấy phong lương khô bỏ ra để đãi chị em. rồi chia lẻ một lần nữa ra trước lán, ngồi ở cái bàn ăn cơm để chuyện nhỏ chuyện to. Tôi có lợi thế là đã biết cô nàng từ hồi sáng, nên có những thuận lợi hơn những anh em khác đang trong thời kỳ quá độ của sự tiếp cận. E thẹn trong bước đầu gặp gỡ đã mất, và giờ đây chỉ còn lại sự thân tình của những con người cùng trang lứa với những hoàn cảnh như nhau, nên rất dễ hòa đồng trong phút chốc. Thước phim của mỗi cuộc đời được quay một cách chậm rãi trong lời kể đầy cảm xúc, và hai cuộc đời ấy đã có hiện tượng đập cùng một nhịp lúc nào không biết. Chia tay, chúng tôi tiễn chị em ra khỏi doanh trại. Nhưng đâu ai biết rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp mặt, vì sau hơn 15 ngày huấn luyện, chúng tôi đi thẳng từ Đắc Tô lên căn cứ XAXB. Lúc này là căn cứ hậu cần và kỹ thuật của sư đoàn và sở chỉ huy tiền phương của quân khu 5, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào chiều 22 tháng 12 năm 1978. Về lại lán, tôi viết lá thư về thăm nhà, báo cho gia đình biết tôi vẫn khỏe và công tác bình thường trong quân ngũ. Cả mấy anh em cùng quê không ai nói gì về cuộc chiến tranh đang xảy ra từng ngày phía trước mặt chúng tôi. Nhưng chỉ tội cho em, tình yêu đầu tiên của em đã bị ngăn cách vì không gian xa vời vợi. Ngày gặp lại là điều khó nói. Nơi quê nhà, em vẫn vật lộn với những cánh đồng muối của nhà anh và cả của nhà em. Ánh nắng chói chang của vùng biển miền Trung sẽ làm da em sậm thêm. Gió biển quê mình sẽ làm tóc em xõa xuống, tung bay trong gió, lộ rõ khuôn mặt buồn, man mác chờ một bóng hình ai. Không còn ai cùng em tát nước những đêm trăng, không còn ai cào muối để em gánh lên nền. Nơi hướng Tây, đồi núi Điệp Trùng, vẫn có một người luôn nghĩ về em và luôn dành cho em những hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời. Giấc ngủ đến lúc nào cắt đứt dòng miên man của anh, và cả tiếng súng bên kia biên giới anh cũng không còn nghe thấy, chỉ nghe trong tiềm thức tiếng nói của em ngày xưa và hình bóng cô thôn nữ dịu dàng đang đi trên những con đường muối quê mình. Đắc Đoa, đất lạ, một mùa cau. Em, một công nhân nơi nông trường viện. Anh, một quân nhân áo bạc màu. Ra đi từ Đức Cơ lúc 3 giờ sáng, chưa kịp giã từ với chị em trung đoàn 746, những đồng đội tốt bụng, xinh xắn và dễ thương. Chúng tôi lại ra đi với bao nỗi luyến tiếc. Đừng ai hỏi luyến tiếc cái gì nhé, hãy để nó sống trong lòng anh em trinh sát 307 chúng tôi. Xe chạy trên những nẻo đường mà cách đây một tháng chúng tôi vừa đi qua, không ai nói với ai lời nào, tất cả đang lắng đọng nhiều suy tư. Xe đến thị xã Pleiku vừa tờ mờ sáng. Những quán cà phê sớm đã mở cửa, ghé vào làm ly cà phê thật thú vị với hương vị Tây Nguyên. Buổi sáng tinh mơ, trời se lạnh. Cô chủ quán dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất nét, hỏi chúng tôi: các anh ở biên giới Đức Cơ về hả? Chúng tôi xác nhận, và cô buông ra một tiếng thở dài. Chiến tranh ghê quá. Chúng tôi về đến nông trường Đắc Đoa gần 8 giờ sáng. Nông trường đang bận rộn làm việc, chị em hầu hết dân Hải Hưng, nhập ngũ năm 1976, 1977, và có một số là lính 1978, gọi là nghĩa vụ lao động. Khi xe vào khu vực của nông trường, hai bên đường, chị em vẫy tay rối rít gọi nhau ý ới, chẳng biết gọi gì. Xe dừng trước nông trường bộ, một nông trường tương đối quy mô với đầy đủ máy móc thiết bị. Sau khi trình giấy giới thiệu của quân khu, chúng tôi được bố trí vào một dãy nhà tranh ba gian kiểu lính gần bệnh xá của nông trường. Ổn định xong, chúng tôi kéo quân đi tắm vì dọc đường, bụi mù của đường 19 phủ lên chúng tôi một màu đỏ của Tây Nguyên. Khi đi qua những dãy nhà của bệnh xá, chị em nằm trong đó thò đầu qua khung cửa sổ trêu chúng tôi. Tắm xong, chúng tôi về phòng và diện bộ cánh nhất vòng quanh nông trường bộ. Phải công nhận chị em làm công tác phục vụ của nông trường đông thật. Ghé vào các khu vực làm việc của chị em, chúng tôi được đón tiếp rất niềm nở và thân tình. Bữa cơm trưa, chúng tôi ăn chung với nông trường trong nhà ăn, và sự xuất hiện của chúng tôi cũng tạo ra những điều khá thú vị. Quy định là nhà ăn là không nói chuyện, nhưng hình như hôm nay chị em không thể nhịn được, vẫn cười nói vui vẻ bình thường. Tôi bê chén cơm của mình qua mâm bên cạnh, nhìn phù hiệu, tôi biết chị em là ban quân y. Tiếng cười nói chọc ghẹo vẫn giòn tan như pháo nổ. Buổi chiều, chúng tôi nghe anh Trường, C trưởng quán triệt tinh thần của cấp trên giao cho đơn vị. Chúng tôi chỉ thực tập ở khu vực Đắc Đoa, Hà Tam 3 ngày, sau đó di chuyển đi nơi khác. Khoảng 2 giờ, chúng tôi thực tập bài địa hình đầu tiên, tắt qua những khu vực của nông trường đang sản xuất, bắt gặp những ánh mắt biết nói của chị em. Vượt qua những địa hình phức tạp theo giáo án, chúng tôi trở về nông trường bộ. Trời đã bắt đầu tối, tắm rửa, ăn cơm chiều. Khoảng hơn 7 giờ tối, sau khi sinh hoạt đánh giá công tác ban ngày của chị em xong, chúng tôi chia thành từng nhóm, đi về các khu của chị em. Thấy chúng tôi và anh Bảy ở Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Chị em mời vào phòng, phòng này có 8 người. Qua chuyện trò, đây là phòng của ban quân y, gồm y tá và hộ lý của bệnh xá. Những câu hỏi thăm xã giao mang đầy chất lính và chuyện buôn gió bán mây. Đang nói chuyện, có 2 người xin phép về bàn để ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển quân y sĩ của Viện 17 Đà Nẵng. Một lát sau, có một người đến hỏi, anh bộ đội nào giỏi toán chỉ cho em bài này với. Tôi đứng dậy về bàn học và ngồi trên một ghế băng dài, đọc qua đề toán, suy nghĩ và bí. Xấu hổ quá, và phải công nhận bài toán đó khó. Nhưng cũng cố gắng vì có người khác dưới bên cạnh. Bài toán đã tìm ra cách giải và đáp số đã được đưa ra đúng với đáp án trong sách. Hú hồn. Qua ánh mắt tôi nhìn ra lời cảm ơn. Và lúc này một câu chuyện mới được khai mào và có phần rôm rả. Chuyện của người đi học và người giải toán. Không thể chịu nổi với lời trâm trọng của chị em cùng phòng, em nháy mắt cùng tôi ra trước hè, nơi có những cái đôn to bằng gỗ, ngồi tâm sự. Cuộc đời của em được kể với giọng dịu dàng và cuốn hút, những ước mơ của em về một tương lai khi hoàn thành nghĩa vụ. Tôi được nghe kể về quê hương em, Nam Sách, Hải Hưng, về những suy nghĩ của em, về cuộc đời người lính và nhiều điều còn ấp ủ vấn vương của một người con gái đến tuổi đang yêu. Tiếng kèn báo hết giờ sinh hoạt và chuẩn bị giờ ngủ. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Anh em chúng tôi chia tay để về phòng. Khi về phòng, lúc anh em đã ngủ, tôi hỏi anh Trường, C trưởng, sinh viên khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, đang thức xem lại bản đồ thực tập ngày mai, về bài toán hồi nãy và kể chuyện khi tối. Anh chỉ cười và không nói gì. Lúc hai anh em đang nói chuyện, tôi thấy một dáng người đi qua. Anh Trường nháy mắt tôi ra xem ai, thì hỡi ôi, em gái Hải Hưng. Tôi vào nói với anh Trường, anh dặn tôi cẩn thận để tuân thủ nội quy của đơn vị bạn, cũng như ngủ sớm vì ngày mai chúng tôi đi xa khoảng 20 km. Chúng tôi ngồi dưới hàng hiên của đầu hồi phòng, nhìn trời sao lấp lánh, muôn tinh tú đang vẫy gọi. Phía trước là hàng cau thẳng tắp, đong đưa trước gió, từ hướng Bắc thổi về, se lạnh. Theo lời em, đêm nay em trực bệnh xá của nông trường. Đắc Đoa, đất lạ một mùa cau. Ngày thứ hai ở Đắc Đoa quả là bận rộn. Chúng tôi phải dậy sớm và chuẩn bị cho buổi thực hành ngày hôm nay. Khu vực cũng gần quanh nông trường, không dám đi xa, vì thật ra khi đó tình hình an ninh cũng chưa phải là an toàn lắm. Lực lượng Fungro vẫn còn hoạt động lén lút. Giờ cơm sáng, chúng tôi ra nhà ăn của nông trường. Những bộ cánh mới nhất của chúng tôi ít nhiều cũng trang điểm một phần cho không khí của nông trường. Không biết vô tình hay cố ý, khi tôi nhúng bát vào nồi nước sôi thì cũng là lúc em vừa đi tới. Đôi má em ửng hồng, pha lẫn một chút gì e thẹn. Vì sao? Xin đừng hỏi, làm khó nhau. Băng qua những cánh rừng của nông trường, mùi thơm thoang thoảng của hoa rừng làm cho chúng tôi ngất ngây. Trời bình yên với những quang cảnh đầy thơ mộng. Lòng chúng tôi trùng lại khi nhớ những ngày ở bên kia biên giới. Ngày đó dân cư xung quanh còn thưa thớt, họ mới từ thành phố Pleiku chuyển về, cuộc sống chưa được ổn định lắm. Qua những cánh rừng, suối khe, đồi trọng, những địa hình mà nay mai chúng tôi phải tiếp cận, tìm cách vượt qua theo yêu cầu của nghề trinh sát. Tất cả đều thấm mệt sau nhiều giờ hành quân, dừng lại trên một ngọn đồi có độ cao là 286. Anh Trường ra lệnh dừng chân nghỉ trưa, chả được nấu, lương khô được bóc ra. Bữa trưa chỉ có vậy. Giấc ngủ trên cánh võng đến rất nhanh. Vòng ra đường 19, qua những xóm nhỏ, tiếng trẻ con ý ới, những bước chân chạy theo bộ đội, những ánh mắt buồn của các em. Trong buổi chiều tà cao nguyên, nhìn chúng tôi hành quân qua làng, hình ảnh nơi quê nhà với những buổi chiều nấu cơm, cay mùi khói đước lại hiện về. Đến cổng nông trường, cùng lúc với giờ nghỉ, các bộ phận lục đục kéo nhau về. Chúng tôi đi cùng một nhóm chị em làm cỏ mía, cũng nhìn nhau, cũng vui cười, cũng những câu trêu đùa vô tư. Đến lối rẽ vào nông trường bộ, cũng hẹn nhau, hẹn lèo ấy mà. Cũng có những cuộc chia tay chia chân với nhau. Cảnh nông trường bộ buổi chiều cũng khá là bận rộn, vui vẻ, tấp nập, với nhiều âm thanh sinh hoạt khác nhau. Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi và tắm rửa. Cơm chiều chúng tôi ăn riêng do nhà bếp mang về phòng vì trễ thời gian. Trong giờ nhận xét công tác trong ngày, anh Trường thông báo lịch trình ngày mai. Chúng tôi về Hà Tam, cách nông trường không xa lắm, đi xe của nông trường. Sau phần họp của nông trường, chúng tôi cũng lòng vòng qua phòng các chị em, tán gẫu cho đỡ buồn. Chúng tôi ghé phòng ban năm, nhà bếp, để cảm ơn họ đã lo bữa cơm chiều quá tươm tất. Anh Trường dặn nói như vậy. Cũng trà của nông trường và lương khô của bộ đội tạo thành mối dây liên hệ bền chặt. Thật ra, tôi cũng không muốn viết ra phần sau này vì thuộc phạm trù tư hữu, nhưng dù sao cũng là dấu ấn của tôi và cũng có thể như một số anh em khác. Cùng nhau, ta thông cảm cho cuộc đời của nhau, cho suy nghĩ của người lính, cho những phút yếu đuối rất dễ thương. Người lính chúng ta đã một thời sống như thế, đã từng sống hết mình với đồng đội, sống rất là người, dù chỉ là thoáng qua như một cơn gió. Dù sao, hãy tôn trọng nó, và nó cũng là điều thiêng liêng mà trong hoàn cảnh như vậy, chính là sức bật để sống và chiến đấu. Đang ngồi chơi trước sân của ban năm, thì các chị em ban quân y cũng đến, vì hai phòng gần nhau, em cũng đến. May sao, ban năm có một cây đàn guitar của một anh bộ đội thông tin về đây thực tập. Lúc lên đường, vì vội quá không mang theo, nên gửi lại nông trường. Trong nhóm tôi có anh Nhân, nay công tác ở Bảo tàng Tam Kỳ, Quảng Nam. Đàn rất giỏi và hát cũng rất hay. Thế là cuộc vui văn nghệ bỏ túi khai mạc. Chị em Hải Hưng thì hát nhạc cách mạng, và anh em chúng tôi thì dòng nhạc xanh thời đó có kèm thêm nhạc Trịnh. Đang vui, trời bỗng đổ mưa ảo ảo. Theo phản xạ tôi chạy về phòng, nhưng do sân của nông trường quá rộng nên không thể về phòng kịp. Ba anh em ghé vào lán để xe của nông trường. Bỗng từ xa, qua ánh chớp, tôi thấy em đang đội dù đi về phía phòng tôi. Sợ em bị ướt, tôi gọi và em ghé vào nhà xe, có ý cho chúng tôi mượn dù. Dù nào mà che đủ cả ba ông bộ đội. Hai đồng chí kia thấy cảnh này thì không nói cũng hiểu ý, vọt gấp về phòng, bỏ lại đồng đội và người bạn của đồng đội mới quen đêm qua. Và giờ đây, dưới mái nhà để xe, chỉ còn lại đồng chí tôi, em và cây dù. Dưới mái hiên nhỏ, mưa thì to, em đưa cây dù lên và chúng ta né nhau, đồng thời chen nhau tránh những giọt mưa vô tình. Đối mặt lần thứ hai ở một nơi vắng vẻ cũng tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng. Xin mọi người tha thứ. Hình như mưa cũng tâm lý, hiểu khá rõ lòng người nên mỗi lúc càng nặng hạt. Liệu cây dù bé bỏng kia có che nổi hai trái tim đang phập phồng hồi hộp? Em thu người lại để tránh những hạt mưa hắt vào. Tôi thì sao cũng được, miễn là đừng ướt áo em. Và thật tình, tôi cũng thấy những hạt mưa này dễ thương quá, có tác dụng rõ rệt. Con người tôi, mắt môi, hơi thở như hòa làm một, bờ môi tôi khát khao. Xin lượng thứ một lần nữa. Trong ánh chớp, tôi thấy em tránh cái nhìn cháy bỏng mang hình quả tim của tôi. Một người lính, à xin lỗi, một thanh niên 19 tuổi đang hừng hực sức sống của tuổi trẻ. Bốn bàn tay xen kẽ nắm vào cán dù. Cơn mưa bị gió hất tung, tay em run khe khẽ. Tôi khẽ chạm vào tay em có phần bối rối nhìn xuống đất, dù biết rằng tay của hắn đã chạm tay của mình. Và theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại. Mưa, tôi đã có mưa. Những hạt mưa khiến bàn tay bé nhỏ của em với những ngón tay hồng hồng và thon thả mà tôi đã nắm hôm qua xếp đều lên nhau như một thỏi son. Bàn tay em cố tìm một nơi nào đó trên cán dù để cầm, nhưng chắc chắn rằng trên cán dù ấy, nơi nào cũng có tay anh rồi, em ơi. Những thỏi son hồng hồng ấm áp ấy, giờ đây vùng vẫy yếu ớt, rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi. Hai vòng tay khép lại trên lưng của nhau. Và tạo hóa đã không sai lầm chút nào, khi những gì trên gương mặt của hai người gặp nhau. Tôi cũng chẳng nhớ lúc ấy còn mưa hay không, vì hai vòng tay không khép lại nữa thì trời đã dứt mưa từ lúc nào không biết. Lại sánh bước bên nhau về phòng của tôi, các anh em đang còn ngồi ở bàn uống nước trà và tán gẫu những chuyện bên kia biên giới. Những hạt mưa sót lại không đủ làm ướt áo ai, nhưng lại là cái cớ hữu hiệu để tôi và em nép mình vào nhau. Tôi lại đưa ngược em trở về. Hôm sau, tôi lên đường về Hà Tam, đi ngang qua bệnh xá thấy em đang giặt quần áo cho bệnh nhân, chỉ kịp giơ tay vẫy chào, rồi thấy má em ửng hồng và đôi mắt em long lanh ngấn nước. Ra đi từ ngày ấy, và mãi 7 năm sau tôi mới trở lại. Tất cả đều đã đổi thay, đến nỗi không còn nhận ra chỗ nào, không thể tìm lại dấu ấn của những ngày xưa. Mỗi lần mưa, anh đều cảm ơn mưa vì mưa đã cho anh và em khoảnh khắc tuyệt vời. Dấu ấn của mưa là dấu ấn của kỷ niệm. Chỉ có chiến tranh và thời gian đã lấy đi tất cả. Và đây chính là những hy sinh cũng rất là người của thế hệ anh và em, cũng như bao nhiêu người khác phải chấp nhận. Vẫn nhớ mãi về mảnh Đắc Đoa với những hàng cau mùa ra hoa. Giờ đây, nơi phương trời nào, em có còn nhớ mưa không? Những ngày cuối cùng ở Tổ quốc. Rời Đắc Đoa, chúng tôi xuôi đường 19 về Hà Tam, mảnh đất chiến tích của một trung đoàn trong đội hình sư đoàn ngày nay, Trung đoàn 95. Trên xe, anh Trường, C trưởng, chỉ các vị trí mà trong kháng chiến chống Mỹ anh đã cùng với E-95 tác chiến. Mắt anh hình như đang mơ về nơi xa lắm của một thời trai trẻ của anh gắn liền với mảnh đất Tây Nguyên mưa gió núi rừng. Người sinh viên khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, người chiến sĩ trinh sát quân khu 5 nào cũng có tâm hồn rất lãng mạn. Khi đi qua chiến trường xưa, anh không ngồi trong cabin cùng với tài xế mà đứng trên thùng xe với anh em để hồi niệm lại một chặng đường. Gần tới Hà Tam, anh cho xe dừng lại, bảo anh em xuống xe, dẫn vào một quán cóc bên đường, nghỉ uống nước. Tôi thấy anh đến trước bà chủ quán khoảng hơn 60 tuổi, ngồi đối diện và nhìn bà. Chủ quán hỏi, các chú bộ đội ăn gì, uống gì? Nhưng anh không trả lời và vẫn nhìn bà. Linh tính cũng báo cho bà biết rằng anh bộ đội đứng trước mặt bà hình như cũng có cái gì đó không bình thường. Bà nheo mắt và chớp chớp mấy cái rồi nói đứt quãng. Thằng Trường! Tôi thấy anh Trường vòng qua cái bàn ôm chầm lấy bà. Quay vào trong nhà, bà gọi to. Bọn bay ơi! Thằng Trường nó về! Mấy người con của bà chạy ra và đồng thanh kêu lên. Anh Trường! Một cái ôm khoảng 10 người thành một vòng tròn khép kín. Cả nhà khóc như mưa, mặc cho chúng tôi đứng ngớ người ra. Anh tài xế nông trường nói vui với chúng tôi. Ẩn oán giang hồ rồi. Khi hết nước mắt, họ mới quan tâm đến chúng tôi. Anh dẫn cả nhà ra giới thiệu cùng chúng tôi. Chủ quán chẳng hỏi gì nữa mà bao nhiêu bánh kẹo thuốc được mang ra để đầy trên bàn. Và chúng tôi cũng chỉ chờ có vậy. Tôi thấy một anh thanh niên khoảng 30 tuổi lên chiếc Honda 67 chạy đâu đó. Chúng tôi cứ trà thuốc vui vẻ với nhau nhưng không có gì. Anh Trường vẫn ngồi bàn bên kia với chủ nhà. Một lát sau, anh thanh niên lúc nãy trở về, chở theo hai em học sinh khoảng lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Một chị rời khỏi bàn nước và ra dẫn hai em vào chào anh Trường, và chị khóc to. Chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhà này hôm nay khóc nhiều thế. Anh thanh niên đến ngồi bàn cùng chúng tôi, mời chúng tôi uống nước ngọt và trà bánh. Hiểu được thắc mắc của chúng tôi, anh bắt đầu kể. Năm 1972, khu này đánh nhau dữ lắm. cả hai bên đều tranh giành quốc lộ 19. Mới buổi sáng sớm khoảng 8 giờ, cả hai bên bắt đầu đánh nhau, pháo cối nổ ùng òa. Lúc này, ở nhà chỉ có bà chủ quán và mấy đứa cháu đang ngủ. Hầu hết đã lên dãy cách đó chừng hơn cây số. Nhà của bà và xung quanh bị trúng đạn, bốc cháy. Tiếng la thất thanh của bà vì hai đứa cháu còn đang ngủ, súng vẫn nổ giòn. Bỗng ba chú bộ đội xuất hiện từ phía sau dãy của bà. Có một người đã chạy vào trong biển lửa. Trong lửa, bà thấy ông bộ đội cặp nách hai đứa cháu của bà vượt qua tường lửa. Bà hoảng quá và ngất xỉu tại chỗ. Trận đánh đó giằng co tới trưa mới xong. Lực lượng ta phục kích đoàn xe vận tải của địch ứng cứu cho Pleiku. Người bộ đội đã dũng cảm lao vào tường lửa để cứu hai cháu nhỏ đó chính là anh Trường. Hai cháu đứng trước mặt anh với vẻ ngơ ngác như nghe bà kể chuyện cổ tích. Tôi thấy anh xoa đầu hai cháu và nói gì đó. Năm 1975 trên đường công tác, anh có ghé thăm gia đình khoảng hơn 10 phút. Và lần này là lần thứ hai. Gặp nhau cũng nước mắt, chia tay nhau cũng nước mắt. Chúng tôi lại lên đường xuôi Hà Tam trong ánh nắng khá gay gắt của trời Tây Nguyên. Tôi thấy anh lên xe với đôi mắt đượm buồn. Tối đến tại nhà khách của viện 249 Pleiku, anh mới kể là tổ trinh sát của anh đã nằm phục sau nhà bà từ trưa hôm trước trong các lùm cây gần nhà tắm và nhà bếp. Chúng tôi có hỏi vui về chuyện tắm tiên, anh bực quá quát. Tiền sư nhà cậu. Việc trinh sát ở Hà Tam cũng chẳng có gì để kể, cũng là những bài tập về địa hình. Chúng tôi rời Hà Tam lúc hơn 4 giờ chiều đến Pleiku, chuẩn bị cho cuộc trinh sát thực địa trong thành phố. Ở Pleiku 2 ngày, chúng tôi xem các ký hiệu vẽ trên bản đồ ở địa hình thành phố, thị xã, phức tạp hơn ở rừng nhiều lắm. Cũng may, phố núi này nhỏ nên chỉ cần một ngày hơn là chúng tôi hoàn thành yêu cầu của giáo án. Buổi chiều còn lại, anh Trường ôn lại những kiến thức đã học và làm bài tập. Sau này, khi anh em nằm chung trên một cánh rừng ở Tân Cảnh, anh mới thủ thỉ tâm sự là sợ chúng tôi đào ngũ, nên anh bày ra cái chuyện ôn và làm bài tập. Sáng hôm sau, lúc chúng tôi gần lên xe đi về hướng Kon Tum, có một sĩ quan hậu cần của sư đoàn đến gặp và trao đổi gì đó với anh Trường, đưa cho anh một bọc giấy. Khi người sĩ quan kia đi xong, anh Trường kêu từng người lại, phát cho mỗi người 15 đồng tiền phụ cấp. Binh nhất 7,5 đồng một tháng. Anh em năn nỉ mãi, anh mới chấp nhận dẫn chúng tôi đi mua mấy thứ đồ lặt vặt ở đường Hai Bà Trưng. Cả nhóm lỉnh kỉnh súng đạn ba lô đi lòng vòng để mua đồ. Dân hai bên phố nhìn chúng tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Vì mấy khi thấy bộ đội mang súng ống đi dọc đường phố bao giờ đâu. Khoảng 10 giờ, chúng tôi lên xe, một chiếc GMC của đoàn kinh tế 330. Dã từ phố núi thân thương với những ánh đèn, những ly cà phê, những đôi mắt mơ huyền của thiếu nữ. Chào tất cả và hẹn ngày gặp lại. Xe chạy theo đường 14 khoảng 1 giờ thì đến Kon Tum. Đoạn đường cũng gần, nhưng có lẽ xấu quá nên xe chạy lâu. Hai bên đường ít khi gặp dân, cây cối tiêu điều sơ xác. Lâu lâu mới gặp một chiếc xe ngược chiều và đa số là xe quân sự. Cầu Đắc La hai bên bờ sông cỏ mọc quá đầu người. Tôi có cảm giác nếu không có những cây lau sậy kia thì con sông này nhìn cũng khá thơ mộng. Xe vượt qua thị xã Kon Tum và hướng về đập thủy điện Đắc Uy đang trong quá trình thi công. Xe băng qua những cánh rừng cao su mà chị em mới vừa trồng, thẳng tắp lên xanh mơn mởn. Chị em với những chiếc nón cối và những chiếc khăn che gần hết khuôn mặt, giơ tay vẫy chào chúng tôi, kêu ý ới, không hiểu là kêu gì. Xe vẫn chạy bon bon trên đường 14, lúc này quang cảnh hai bên còn thê lương hơn. Cây rừng trơ trụi, cụt ngọn, cháy đen, tạo ra một khung cảnh quá u sầu của một vùng đất chịu nhiều bom đạn trong chiến tranh. Lòng chúng tôi trùng xuống khi đi qua vùng đất này. Anh Trường ra lệnh cho chúng tôi lên đạn nòng, hướng nòng súng ra hai bên đường, vì khu vực này phun rô thỉnh thoảng vẫn còn hoạt động. Đến một ngã rẽ, xe chúng tôi tiến về Tân Cảnh với khung cảnh càng dữ tợn hơn. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đến ngã tư Pleikam. Rừng ở đây quá âm u và tĩnh mịch. Vì điều này mà sư đoàn cho chúng tôi về đây để thực tập địa hình. Nhìn trên bản đồ thì thấy phát khiếp rồi. Chúng tôi ở trong một doanh trại bộ đội của tỉnh Gia Lai Kon Tum, xung quanh còn có các đơn vị khác nữa. Nhưng đến đây thấy cảnh rừng núi như thế này, chúng tôi chẳng thiết đi đâu nữa. Pleikam, Đắc Tô, Đắc Xúc, Diên Bình là những nơi chúng tôi thực địa trong vòng 6 ngày. Ngày cuối cùng, chúng tôi được lệnh của sư đoàn theo xe của đoàn 330 về Chư Nghé, thuộc huyện Chư Pả, cách Pleiku cũng hơn 1 giờ xe chạy, và có nhiệm vụ áp tải cùng đoàn xe chở đạn pháo 105, 155 bổ sung cho mặt trận Đức Cơ. Nghỉ tại Chư Nghé 2 ngày, chúng tôi theo xe về lại biên giới. Khi ngang qua Đức Cơ vào khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi nghỉ chân tại D1E95 thì biết là hôm nay E95 đón danh hiệu anh hùng. Anh em mời ở lại chung vui, nhưng vì theo xe chở pháo nên không ở lại được. Thủ trưởng Hiệp, chính trị viên phó D1E95 trực tiếp xuống nhà bếp lấy cho anh em chúng tôi khoảng chục cân thịt bò, gói gọn và bỏ vào cabin của xe, kèm theo 2 chai rượu chuối. Chúng tôi lại lên đường. Khi đến đồn 23 biên phòng, anh Dư đồn trưởng thấy chúng tôi liền chạy ra, lấy tay ra hiệu dừng lại và chạy vào trong đồn, lôi ra một con mảnh hơn chục cân, vứt lên thùng xe chúng tôi. Đời trinh sát có cái vui là anh em trong toàn sư đoàn đều biết, từ anh lính quèn cho đến thủ trưởng các đơn vị. Họ luôn coi anh em trinh sát như người của đơn vị mình. Thậm chí các đơn vị khác cũng biết nhau, do phối hợp cùng nhau trong các trận đánh, nên đi đâu cũng được đón tiếp một cách niềm nở. Và đó cũng là cái oai của người trinh sát. Xe qua đồn 23 biên phòng, chúng tôi quay lại để nhìn đất mẹ Việt Nam lùi dần trong sương mù của chiều biên giới. Và đâu có ngờ rằng phải 6 năm sau tôi mới đi lại trên con đường này. Những ngày chuẩn bị cho chiến dịch. Khi đi ngang qua đơn vị cũ, trước khi về Đức Cơ, anh Trường cho xuống xe và đi bộ vào. Thấy có một số anh em lạ, tưởng là tân binh. Ai dè, đây là đơn vị của tỉnh đội Đắk Lắk. Chúng tôi hỏi thì các anh không biết đơn vị ở đây bây giờ chuyển đâu rồi. Lại vòng ra đường 19 khi trời đã gần tối, hỏi các anh pháo quân khu thì được trả lời là sư đoàn bộ 307 đã chuyển lên khu vực ngã ba Công Hương. Trời thì tối nên phải ở lại đơn vị pháo. Sau nhờ đơn vị pháo binh điện cho sư đoàn để báo cáo tình hình. Sư đoàn điện cho chúng tôi ở lại đơn vị pháo chờ có lệnh mới. Thịt bò của anh em 95, con mảnh của anh em đồn 23 phải nhờ anh nuôi đơn vị bạn luộc lại, và cũng hào phóng để lại cho anh em một ít gọi là quà quê hương. 20 cây số ngày ấy nghe xa vời vợi, mang dấu ấn của chiến tranh. Bên này là cuộc chiến không hiểu đi về đâu, bên kia cách 15-20 km là đất mẹ Việt Nam, mảnh đất mà chúng con phải chiến đấu, giữ gìn vì cuộc sống thanh bình của nhân dân. Anh em pháo nhường cho chúng tôi nguyên một căn hầm, âm xuống mặt đất khoảng 3 mét, chỉ có võng, chứ không có sạp tre hay giường gì cả. Tranh thủ nấu cơm và ăn cơm xong, chúng tôi lên võng và chỉ đong đưa một chút là tất cả ngủ sau một ngày gió bụi trên đường. Ban đêm chúng tôi thức giấc 2 lần do pháo binh chi viện cho một đơn vị của sư đoàn 309 bị địch tập kết, mỗi lần khoảng 5 đến 60 quả. Vẫn ngủ tiếp vì xung quanh đơn vị pháo là các đơn vị đóng dày đặc, còn kiến chui qua còn không lọt, huống chi là cốt. Tảng sáng lại một đợt pháo nữa, đợt này bắn hơi xa, tiếng nổ nghe rất nhỏ. Anh em pháo binh bảo pháo cầm canh bắn theo yêu cầu của quân khu. Khoảng 8 giờ sáng, trợ lý tác chiến sư đoàn thượng úy Khoa trên đường công tác với trung đoàn 94 ghé và điện cho xe sư đoàn đến đón. Lên xe mới biết, tối qua các sếp nhà ta sợ chúng tôi đi luôn đêm về đơn vị nên phải ra lệnh. Lúc này đường 19 gần như là của ta, hai bên đường các đơn vị trợ chiến đóng quân dày đặc, đi đến đâu cũng thấy anh em vẫy tay chào. Do họ biết anh Trường, có anh còn hỏi, mới ở bên nước qua hả? Về đến đơn vị thì không còn ai, chỉ còn mấy anh em bị sốt, và 10 anh em tân binh Hà Nội nhập ngũ tháng 8 năm 78, huấn luyện tại Phủ Lý, ngoài Bắc, mới bổ sung vào đơn vị. Trợ lý tác chiến sư đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội trưởng trong giai đoạn này như sau. 1. Cơ bản là dẫn thủ trưởng sư đoàn và quân khu đi đến các đơn vị, kiểm tra công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Vì các trung đoàn hiện tại đang nằm im chờ lệnh, không bung quân ra ngoài, chỉ tuần tra, phục kích gần đơn vị chừng 1-2 cây số và cơ bản là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường 19. 2. Bảo đảm quân số chiến đấu sẵn sàng nhận lệnh của sư đoàn. Đại đội trưởng chia thịt và gửi cho các trung đội đang công tác phối thuộc cùng các trung đoàn của sư đoàn, chỉ để lại một ít tại đơn vị. Anh Trường xác định cùng trợ lý tác chiến sư đoàn vị trí đứng chân của các đơn vị trong toàn sư đoàn và bảo anh em mới đi thực hành về chấm sẵn trên bản đồ, khi có lệnh là đi được ngay. Trước ngày 22 tháng 12 khoảng mấy ngày, trong lúc dẫn ban pháo của quân khu đi kiểm tra các đơn vị pháo của chiến dịch trên đường 19, tôi gặp anh em trung đoàn 95 từ Đức Cơ sang. Nhìn đoàn quân ra trận với không khí vui nhộn, lúc này là tiếng hát, tiếng cười nói ý ới vang động cả dọc đường. Khi gặp chúng tôi, lúc tản ra giải lao, anh em G3E95 nói rằng mấy ông hay thiệt, mới về Đức Cơ mà đã làm quen với chị em 746 rồi. Khi chúng tôi đến nơi, em nào cũng nói có mấy anh trinh sát sư đoàn đến đây. Chơi với bọn em mấy ngày vui lắm, rồi đi biệt tới giờ chưa thấy. Tôi đâu biết rằng phía sau đội hình tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn 1. Tôi có một lá thư của một em 746 viết kín 4 trang giấy học trò gửi cho một anh C1 đồng hương của tôi. Được đi cùng với các thủ trưởng, nên thời kỳ này chúng tôi cũng đỡ vất vả nhiều. Không khí chuẩn bị cho chiến dịch quá là khẩn trương, các đơn vị bước vào cuộc chiến này với tinh thần chiến đấu rất cao. Lãnh đạo đến các đơn vị chỉ đạo trực tiếp, cũng như giải quyết tại chỗ những khó khăn của họ. Là anh lính quèn đi theo các thủ trưởng nên cũng thơm theo, hưởng sái cũng được kha khá, chỉ vì họ thông cảm nỗi chôn chuyên, vất vả của lính trinh sát sư đoàn. Anh em nam còn vậy, huống hồ chi các em của 746 và 331 ở Đắc Đoa, làm sao nghe đời trinh sát mà không động lòng. Một buổi tối anh Trường đi giao ban về, có mang theo thư của anh em. Tôi được 2 lá, một bóng hồng ở quê nhà, nơi quê hương em bước vào vụ mới. Hằng ngày ra đồng, em thấy cha mẹ anh luôn nhìn về hướng Tây xa xôi với đôi mắt đượm buồn, mong nhớ về người con trai của mình nơi đó. Và từ ngày anh đi, em cảm nhận được tình thương của cha mẹ anh đối với em. Các anh chị ở Quy Nhơn về thăm, có quà gì, ngày hôm sau ra đồng, em cũng có như vậy. Mẹ anh dạo này hay thường xuyên tâm sự với em về những cảnh đời anh đã vượt qua từ thuở ấu thơ. Là đứa con duy nhất của làng quê nghèo Mỹ Cát, Phù Mỹ, thi đậu vào trường trung học Cường Để Quy Nhơn, khóa 1970-1971. Ngôi trường danh giá mà bất cứ học sinh nào của tỉnh Bình Định thời đó cũng đều mơ ước được bước chân vào. Với bình cả rem trên vai, đi dọc đường rầy xe lửa từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì, trong cái nắng gay gắt của gió bụi miền Trung, của hơi nóng bốc lên từ những thanh dây, để hoàn thành chương trình phổ thông. Cổng trường Bách Khoa Đà Nẵng đã khép lại với anh. Từ thành phố anh lại về những cánh đồng muối quê mình, và chính nơi này chúng mình đã gặp nhau. Rồi anh ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả với trăm nhớ ngàn thương. Phút chạnh lòng khi đọc những dòng chữ trong lá thư hướng về quê nhà thân thương, còn cha mẹ già, hai em gái nhỏ chưa đến tuổi lao động. Những khó khăn chồng chất trong đời sống hàng ngày. Một tấn muối bán cho thương nghiệp được 35 đồng và nhà nước bán lại cho 13 cân gạo một tấn muối với giá 4 hào. Hai mí mắt cả ngày không gặp nhau. Bây giờ là lúc chúng nó tâm sự. Tôi chìm vào giấc ngủ vô tư, mặc cho sự đời, ngày mai rồi hãy tính. Ngày mai, rồi ngày mai. Ngày 22 tháng 12 năm 1978 đã đến. Sáng hôm ấy, tôi theo bộ phận tham mưu của sư đoàn đi thăm D9, E29, chốt trên một cứ điểm phía bắc đường 19. cách điểm cao 312 không xa lắm, mục đích của chuyến đi tôi không được biết. Nghe tiếng pháo đề ba, tôi hiểu, sư đoàn đưa trận địa pháo về đây, áp vào, và quá bất ngờ khi pháo cùng bộ binh hành tiến. Nhìn anh em trung đoàn 29 đóng chốt, ai mà không chạnh lòng. Quần áo anh em lúc này gần như tả tơi, chịu sao nổi với những trận đánh bò lên lăn xuống khắp các trận địa, với những tấm lưng oằn gùi đạn gạo lên chốt, không đủ nước để uống, lấy đâu ra để tắm, vì mò xuống suối là bị trúng tỉa, trúng phục. Dầu dìa nó cũng chán, vì mọc ra các bố nhà ta có chịu cạo đâu, mà bảo nó mọc thêm nữa. Những gương mặt hốc hác, mắt trắng xác vì trường kỳ những đêm không ngủ, với chế độ ngủ bù trong thấp thỏm, lơ là nó cắt cổ. Thấy anh em như vậy, Thủ trưởng Cường, tham mưu trưởng sư đoàn, mặt tối sầm lại, tôi không hiểu vì sao. Ông hỏi bộ phận hậu cần về khả năng của sư đoàn. Ông điện cho chính ủy Lung, vì tư lệnh sư đoàn đi họp ở Pleiku, và đưa ra quyết định tại chỗ là cấp đủ quần áo giày ni lông đi mưa cho toàn bộ chốt 29 ngay lập tức. Anh em ai cũng phấn khởi ra mặt. Nhưng đi bên ông tôi hiểu, ông còn một cái gì đó rất áy náy. Và đây là cái điều thằng lính chốt thích nhất, thích hơn mọi thứ trên đời, thuốc lào. Anh em nào có qua cảnh này mới thấy, còn không thì bảo là nói dóc cũng đúng. Đằng đói chứ có phải là thiếu thuốc, mà có ai đó chỉ cho một điếu thuốc lào chính hãng Hải Phòng trong gói nhỏ bằng giấy rơm 50 g, rồi ung dung ngồi trên mỏm đá, xoe vành vạnh nhúm thuốc, nhét vào nó, châm lửa và kéo cho tụt quần luôn. Đừng nhả khói vội, hãy từ từ nuốt vào, thưởng thức, ngẩng mặt nhìn trời, thả ra từ từ. Làn khói trắng đưa anh vào chốn thần tiên, tuyệt cú mèo. Tôi thấy thủ trưởng lấy trong túi mình Claymore ra, chỉ trên dưới 10 gói mà chia cho hơn 100 người thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng lính nhà ta khoái phải biết. Thuốc này thủ trưởng chôm ở đâu, chứ bộ đội ai mà cấp phát thuốc lào. Ông nhanh chóng đến hầm của ban chỉ huy, đi kiểm tra cách phòng ngự, nắm sơ đồ chốt. Về hầm ban chỉ huy, thủ trưởng tổ chức cuộc họp quán triệt một số nhiệm vụ, cũng như đánh giá tình hình phòng thủ, đưa ra những ý kiến. Tôi ngồi một mình buồn quá, dựa lưng vào cây bằng lăng trước hầm ban chỉ huy tiểu đoàn, lấy thư Đắc Đoa ra đọc. Anh ra đi, em nhìn thấy anh vẫy tay chào. Em đã mất đi một cái gì đó thiêng liêng lắm, muốn chạy theo để nắm lấy bàn tay anh. Em chưa kịp nhận ra hơi ấm của nó, để nhìn lại gương mặt anh mang hơi thở của cuộc sống để áp vào lồng ngực anh. Chiều hôm đó, sau giờ cơm, em thần thơ trước hàng hiên nơi anh và em ngồi, ghế trước hàng hiên phòng em, nhà để xe của nông trường, nơi cơn mưa cuối mùa đã tặng cho em sự sống từ đôi môi nồng cháy của anh. Trong sự chinh trắng vô ngần, bùng cháy trong em nỗi niềm đa cảm. Chị em trong phòng cũng hiểu lòng em, chia sẻ và chúc mừng em. Những dòng toán anh giải trong vở vẫn còn đó. Anh ơi, thời gian là phần còn lại của nỗi đau, khao khát vẫn còn đó của một thời hoa phượng, mùa hoa cau, tiếc nuối giữa tay người. Biết bao giờ gặp lại hả anh? Bên kia biên giới là cuộc đời anh, là những trận chiến triền miên, là những ngày trinh sát đầy mạo hiểm giữa cái sống và cái chết. Bên này là cuộc đời em, là niềm day dứt xa anh không nguôi, vẫn đồng vọng mãi lời chia tay thầm lặng trong cái vẫy tay ngày anh ra đi. Gió mùa đông đã chớm lạnh xe lòng. Đắc Đoa, đất lạ một mùa cau. Cũng là một người lính, em chúc anh đi bình yên. Em sẽ quay lại, tìm dòng sông, tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở, để có mãi bóng hình anh một nơi nào đó. Mùa đông Đắc Đoa, mùa đông của cuộc đời, mùa đông khi em tròn 19 tuổi. Sau cuộc họp, thủ trưởng và các anh em trinh sát chúng tôi lên mỏm đá cao nhất. Ông phải mặc áo giáp vì sợ chúng bắn tỉa. Chúng tôi cảnh giới 4 hướng để phòng bất chắc. Ông dùng ống nhòm quan sát địa hình, nhìn bản đồ, nhẩm tính, giao hội các điểm. Trên đường về, chúng tôi gặp anh em vận tải của sư đoàn và của E29 đang chuyển hàng lên chốt. Đi bên ông, không thấy ông nói gì, có vẻ trầm ngâm lắm. Về đến sư đoàn bộ, thủ trưởng mời anh em trinh sát vào hầm nổi của ông, cho mỗi anh em gói tam đảo, gửi cho cả đại đội một chai rượu để anh em liên hoan vào chiều nay theo phân công của sư đoàn. Giờ giấc liên hoan do ban tham mưu của sư đoàn sắp xếp. Về đến đơn vị, tôi thấy nhiều anh em cả cũ lẫn mới, vẫn còn thiếu trung đội 3 vì đang phối hợp cùng trinh sát sư đoàn 309 xây dựng tọa độ cho các đơn vị đánh hiệp đồng binh chủng. Khi anh em về đủ, mọi thứ đều được mang ra. Lính cũ và lính mới gặp nhau vui vẻ. Những câu chuyện trong hơn tháng qua giờ mới đem ra kể. Cả đơn vị có 3 chai rượu, mỗi người chỉ được một ly nhỏ. Kỷ niệm ngày sinh nhật của người lính, các anh em bên đơn vị quanh sư bộ cũng sang cùng vui với đơn vị. Lần đầu tiên tôi thấy anh em đủ mặt. Tối hôm đó, chúng tôi xuống hầm tâm sự không ngủ và không biết rằng trên ban tham mưu sư đoàn đang vạch những mũi tên của các cánh quân, chuẩn bị đánh sâu vào nội địa Campuchia. Trong mơ, tôi thấy bóng hồng nơi quê nhà, khóc, giọt nước mắt sẽ tan thành hoài niệm của thời gian, sẽ thành mối mặn, thành vô tư sóng biển quê mình, để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau. Em hãy đợi anh về như bao người tình của lính trong chiến tranh. Tiếng pháo cầm canh vào buổi sáng sớm đã đánh thức chúng tôi dậy. Chui ra khỏi hầm, đã nhìn thấy các anh em gác ca chót đang ngồi uống nước trà cùng ban chỉ huy. Trên tay đại đội trưởng là tấm bản đồ màu xanh mới tinh. Một ngày mới bắt đầu, những ngày cuối tháng 12 1978. Chiến dịch bắt đầu. Sau ngày 22 tháng 12, chúng tôi thấy hướng 309 đánh giữ. Pháo binh quân khu 105 ở XAXB và 155 ở ngầm Ô Gia Đao gần như bắn suốt ngày với một cường độ khốc liệt. Đánh ở hướng bắc đường 19 khu vực Phi Nay, nhưng 307 chưa thấy triển khai gì. Có một sự di chuyển quân rầm rộ do chúng tôi ở cách đường 19 khoảng 500 m nên cũng khó biết điều gì xảy ra. Ban đêm, tiếng xe hướng đồn 23 hoạt động liên tục. Ngày 25 tháng 12, chúng tôi có đi tuần xung quanh sư bộ. Khi về đến khu vực E31, thấy xuất hiện anh em bộ đội mũ rằn di là chúng tôi biết có đơn vị đặc công. Sau ngày tổng tấn công mới biết là 198 từ Bắc mới vào. Anh em quê Hòa Bình và Nam Định là nhiều. Khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 12, pháo binh các cỡ của ta bắt đầu bắn sâu vào trong nội địa, dọc theo quốc lộ 19. Tiếng súng đã vang lên rầm rộ từ hướng sư đoàn 309. Điện của sư đoàn cho toàn đại đội trinh sát về sở chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ. Ngay cả chúng tôi là người trong cuộc cũng không biết rằng cuộc tổng tấn công đã bắt đầu. E812, F309 đã mở màn đánh các trọng điểm của địch dọc theo đường 19. Thời đó đánh giặc cũng vui lắm. Chúng ta chỉ ráng giữ an toàn tuyệt đối đường 19. Phía trước chốt tiền tiêu của trung đoàn 29, vài cây số, địch có chiếu phim ta cũng kệ. Cho nên chốt 29 là điểm mà địch hay thăm viếng nhất. Có ngày đến 5-6 lần và chúng ta chưa bao giờ bị chọc thủng. Hình như chúng không đủ lực lượng để đánh tranh giành với ta như đầu năm 1978. Đội hình đại đội trinh sát tập trung trước ban tham mưu sư đoàn, phân chia nhiệm vụ trong chớp nhoáng và trung đội của tôi đi phối thuộc cùng trung đoàn 95, mũi chủ công của sư đoàn. Có nhiệm vụ đánh luồn sâu phía bắc đường 19, hỗ trợ cho sư 309 đánh thọc sâu theo đường 19. Mọi yêu cầu của nhiệm vụ được giữ bí mật tuyệt đối cho đến giờ nổ súng. Chúng tôi cắt đường về hướng sở chỉ huy E95, cách đó chừng 2 km. Khi đến nơi thì anh em 95 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và các tiểu đoàn của 95 hành quân ra đường 19 hợp nhau tại chốt của D9 E31. Anh Trường giao nhiệm vụ cho tôi là người cắt đường đầu tiên. Mũi tên hình vòng cung đã được ban tham mưu sư đoàn vẽ lên bản đồ. Tôi nhận địa bàn và cắt ngang qua đường 19. Đoàn quân đi trong lặng lẽ, xuyên rừng, khoảng cách của đội hình luôn được giữ vững. Ánh nắng của trời Tây Nguyên mùa khô rất gay gắt. Nhưng khi đi trong rừng thì dịu hẳn, những luồng ánh sáng chiếu sáng cả một góc rừng, đội hình men theo bình độ 200. Phải nói hôm nay, khái niệm về chiến tranh cũng không còn nặng nề lắm. Phía sau lưng tôi là cả một trung đoàn với khí thế hừng hực ra trận. Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến là hình ảnh này chăng? Sự căng thẳng làm cho trán tôi mồ hôi ra như tắm, lạnh chát. Dẫn một đội hình lớn, chúng tôi phải đạt hai yêu cầu. Không để đội hình dừng lâu quá sẽ làm anh em bộ binh có thời gian chủ quan, chờ đợi, mất cảnh giác. Phải bí mật, không làm lộ đội hình phía sau. Càng vào sâu, cảm giác lạnh lưng hở sườn càng dữ. Đi sau tôi khoảng hơn 100 mét, anh Trường không ra lệnh gì. Tôi biết là tôi đã cắt đường đúng với yêu cầu. Đi và lặng lẽ đi. Sau hơn 2 giờ vượt rừng, chúng tôi được lệnh giải lao theo nhịp của anh em bộ binh. Lúc này, trên bản đồ tôi xác định đã cách đường 19 khoảng gần 7 km. Hết giờ nghỉ là thay người đi đầu, tôi về cuối đội hình trinh sát. Cách bộ binh cũng gần 100 mét. Đang đi, tôi thấy Đại úy Trần In, tham mưu trưởng Trung đoàn 95, đi nhanh về hướng tôi và muốn gặp anh Trường. Hai người bàn bạc gì đó và cho người để thay đổi hướng đi. Tôi lấy địa bàn ra kiểm tra thì thấy đội hình đã chuyển lên gần chính tây 260 độ, vì lúc đầu tôi đi là 325 độ. Càng vào sâu rừng càng rộng nên đi lại khó khăn. Tôi thấy anh em bộ binh mang vác khá nặng, bao gồm đồ dùng cá nhân, một ruột tượng 7 cân gạo, 2 trái cối 60 hay 1 trái 82. Trời càng về chiều, súng hướng đường 19 càng rộ. Pháo binh hình như bắn tối đa, chứng tỏ hướng sư đoàn 309, chúng cũng cố thủ giữ rằng. Chiều tối chúng tôi dừng lại nghỉ, quay lại chỉ còn D3, E95, vì D1 và D2 đã ngừng lại cách chúng tôi khoảng 500 mét, triển khai đội hình nghỉ. Ban đêm, nghe anh Trường và Thủ trưởng In nói chuyện, thì tôi mới biết là mặt trận Tây Nam đã nổ súng từ ngày 23, sư đoàn 309 đã đánh dọn đường mấy bữa nay rồi. Sư đoàn 307 dùng Trung đoàn 95 đánh thọc sâu bắc đường 19, Trung đoàn 94 đánh mạn nam và Trung đoàn 29 ở thê đội 2 có nhiệm vụ bảo đảm liên thông đường 19. Vị trí sư đoàn 309 bắt đầu tấn công là thị xã Bo Kheo và đến Tung Sen, giáp bờ sông Mekong. Lúc này chúng tôi chưa có tiếp cận với bản đồ vì sợ lộ bí mật. Nằm trong tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 3 nên anh em trinh sát không có gác đêm. Nằm trên võng nhìn bầu trời đầy sao, dưới tán cây rừng dày đặc, nghe côn trùng kêu, thấy rợn cả người. Tôi miên man nghĩ về đời lính, về bóng hồng quê nhà đang thầm lặng khóc hàng đêm, về nỗi khổ cực của cha mẹ, về nông trường Đắc Đoa nhiều cau đang mùa ra hoa nhưng sẽ không ra trái, về cô y tế của nông trường nói giọng Bắc nghe quyến rũ lạ kỳ, mùi tóc em thơm, đôi môi cong và khao khát, cảm giác rung động, chinh trắng đến vô ngần. Sáng ngày 27 tháng 12, chúng tôi chuẩn bị lên đường thì nhận được điện của E95 cho D3 quay lại, đi cặp theo phía bắc của đường 19, địch phản công khá mạnh. Chúng ta chưa chọc thủng phòng tuyến của chúng, và để bảo vệ cho đội hình xe tăng bắt đầu hành tiến, E29 cũng không còn là thê đội 2 nữa, cũng tham gia vào đội hình tấn công luôn. Hình như phía sau đã có lực lượng chi viện, phục vụ cho công tác thông đường 19. Khi đại quân 307 và 309 tiến sâu vào đất địch, tôi không biết đơn vị nào, nhưng có lẽ là Lữ 52 bộ binh, Trung đoàn 726 tỉnh đội Đắk Lắk và có phải sư đoàn 315 không? Lúc này hầu như liên lạc với ở nhà không còn, vì toàn bộ đã ra chiến tuyến. Trinh sát sư đoàn chia làm hai nhóm, tôi ở nhóm quay về cùng với D3 và 5 anh em khác nữa. Được trang bị thêm một tấm bản đồ, anh Hải bê trưởng trinh sát 95 phụ trách bộ phận trinh sát. Tôi cũng là người đi đầu khi cắt đường về, tọa độ nơi đến đã được xác định. Chúng tôi sẽ tiếp cận với đường 19 cách Bo Kheo khoảng 15 km từ hướng Việt Nam sang. Khoảng xế trưa, có một chiếc L-19 vòng trên đầu chúng tôi, lượn qua lượn lại cũng khá lâu, có vẻ nghi lắm. Thủ trưởng giữa, dây trưởng D3 liên lạc trực tiếp với bộ tham mưu sư đoàn, báo cáo tọa độ. thì được xác định là máy bay của ta. Lượn vài vòng nữa rồi máy bay biến mất. Khi cách vị trí đến chừng 10 km và cách đường 19 chỉ 3 km, chúng tôi gặp đội hình địch có khả năng cắt ngang qua đội hình của ta. Khi tôi phát hiện thì chúng chỉ cách ta hơn 100 mét. Vì chúng tôi đang đi trên một triền đồi cao hơn chúng nên chúng không phát hiện. Tôi ra dấu cho phía sau là gặp địch với lực lượng đông. Vì tôi ra hiệu lùi lại. Lùi lại theo quy ước là địch đông, nằm tại chỗ là địch ít. Cách tôi khoảng 50 mét, thủ trưởng giữa bò lên xem xét địa hình và PRC-25 mở máy. Thổi vào máy một lần là có địch, hai lần là chuẩn bị đội hình, và người chỉ huy sẽ ra lệnh nổ súng bằng pháo hiệu. Đội hình địch có chiều hướng đi vào vị trí của C9 cuối đội hình, và như thế thật. Bỗng pháo hiệu từ hướng C9 phát lên, toàn đơn vị nổ súng. C9 vừa nổ súng vừa cơ động sang trái về hướng nam, C10 đi giữa bây giờ là chính diện, C11 vòng phải về hướng đường 19. Lực lượng địch cũng khá đông, có hơn 100 tên. Ta áp đảo bằng những loạt đạn đầu, nhưng chỉ là hỏa lực cá nhân. Hỏa lực ta nhanh nhất là DKZ, rồi 12 ly 7, cối bắn khóa đuôi vì sợ vào đội hình ta. 12 ly 7 của ta bắn áp đảo chúng chừng 5 phút. Sau đó chúng lui đội hình và phản lại ta bằng cối 82 như mưa. Chúng hơn ta khoản này. Đội hình ta bắt đầu rối loạn vì đạn của địch đã rơi trúng đội hình. Anh Bình, lính mới người Hà Nội, trinh sát sư đoàn hy sinh ở đây. Đã có những anh em thương vong. Vòng theo thủ trưởng giữa, tôi thấy ông lao về hướng C11 đốc thúc anh em tấn công mạnh vào đội hình địch vì chúng đang dồn hỏa lực vào hướng C10. Khẩu DKZ bắn chéo sang ủng hộ cho C10 và cối cũng tập trung vào hướng này. Bỗng nhiên phía sau xuất hiện địch. Nó đang đánh luồn ta. Tôi chạy lại báo và ngay lập tức ông điện cho C10 đánh cối tấn công vì C9 và C11 đang vận động đánh vào chính diện địch. Bằng kinh nghiệm chiến trường, địch luôn dùng xung lực phía sau mạnh hơn phía trước. Ông lệnh cho hỏa lực đổi hướng bắn về hướng trước mặt C10, C9 tiếp tục vòng đánh địch và C11 chuyển hướng tấn công. Nhiều vị trí, chúng nhào lại thu vũ khí của anh em tử sĩ ta. C11 vòng trái đánh vào đội hình địch, hẳn nhiên có hiệu quả. Ở hướng C10, tử sĩ ta và lính địch chết nằm gần sát nhau, áp lực đã giảm. Cối 82 của ta bắn vòng ra xa, yểm trợ cho C9 truy kích và không cho chúng phản công cối lại ta. Phía C10 và C11 lúc này chúng cũng rút dần. Trận đánh kết thúc với một không khí nặng nề. Bản chất nó là vậy mà. Ta diệt tại chỗ 45 tên, phía ta hy sinh 12, C10 7, C11 3, trinh sát sư đoàn 2, bị thương 7, riêng C9 4. Ta thu dọn chiến trường, đưa thương binh tử sĩ rời khỏi trận địa. Đi được khoảng 500 mét, sở chỉ huy sư đoàn điện cho đơn vị cố gắng bắt liên lạc với D7E29 đang chi viện, vì lúc này chúng tôi chỉ cách đường 19 hơn 2 km. Gặp anh em D7, chúng tôi bàn giao tử sĩ và thương binh cho anh em. D7 cắt C3 vào đội hình và chúng tôi tiếp tục lên đường theo phương án tác chiến, có bổ sung anh Thìn, trợ lý tác chiến sư đoàn. Chiều đến, chúng tôi dừng chân nghỉ ở vị trí quy định, cách thị xã Bo Kheo 15 km. Trên bản đồ thì có các phun của dân, nhưng khi chúng tôi đến thì hầu như không còn. Chúng dồn dân vào các khu công xã, chỉ còn lại nền nhà và các căn nhà tranh siêu vẹo. Bố trí trên một vị trí rộng để tránh chúng tập kết vào ban đêm. Lúc này chúng tôi mới để ý xung quanh. Bốn hướng, súng vẫn nổ rộ và pháo binh của ta vẫn bắn liên tục. Đêm khuya, chúng tôi nghe có tiếng xe từ hướng biên giới mình không ngớt. Cũng chính tại đây, anh Thìn chính thức giao cho tôi tấm bản đồ mà trên đó đã vẽ các mũi tấn công của ta cũng như các vị trí của địch. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục sẵn nơi đây, chờ chi viện cho các đơn vị của sư đoàn 309 đánh theo đường 19 nếu gặp khó khăn. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 95 là đón đánh địch rút chạy, vì ngày mai không quân ta tấn công các cứ điểm dọc biên giới, trong đó có điểm Phi Nây nằm sát biên giới ta, ngay ngã ba sông Tông Lê Sáp, cách đồn biên phòng 23 không xa lắm. Một đêm tĩnh lặng vô cùng, có lẽ ai cũng nhớ lại trận đánh khi chiều, nhớ về những anh em đã hy sinh. Mới sáng hôm nay còn phụ nhau nâng ba lô lên vai, mà giờ đây có khi đã nằm xuống lòng đất mẹ tại nghĩa trang Đức Cơ. Dù mệt nhoài nhưng tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ về chiến tranh sao mà kinh khủng quá. Trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi: tại sao người với người không sống để thương yêu nhau? Hả Pốt, bão nổi lên rồi. Từ Lệ Thanh đến Bo Kheo. Mờ sáng ngày 28 tháng 12, tất cả đều bừng tỉnh do những cơn bão lửa. Tôi ngồi giao hội và căng địa bàn thì thấy pháo của Trung đoàn 572 pháo binh đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị chờ lệnh. Pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích. Xa xa nghe tiếng xe gầm rú, nhưng chưa biết đó là xe tăng của địch đã bắt đầu lăn bánh. Cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ đường 19. Có vẻ như chúng cũng cố tử thủ khu vực này. Dọc hai bên đường 19, pháo của ta nổ ủng hoảng không ngớt. Đường đạn 130 ly đi căng và nghe tiếng rít rất dễ sợ. Tiếng nổ đanh và miệng bay ảo ảo. Tất cả chúng tôi hồi hộp. Nghe tiếng pháo biết là của ta mà vẫn hồi hộp như thường. Lúc ấy không còn ai có thể phân biệt được hướng của đơn vị nào, vì hầu như tứ hướng đã nổ. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu ý ới, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19, không cho địch đánh tập hậu vào phía sau, cũng như bên sườn của đội hình. Tiếng súng càng lúc càng rộ lên, có vẻ khốc liệt hơn. Pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục. Chúng tôi ngồi chờ mà sốt cả ruột, cũng không ai còn quan tâm đến ăn trưa, vì biết rằng mọi sự đã bắt đầu. Xế trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta, L-19 hay OV-10 gì đó, quần ở trên đầu vì rừng quá rộng. Những âm thanh ình ình từ trong nội địa của chúng và có tiếng máy bay phản lực của ta bay ngang qua bầu trời. Chúng tôi biết rằng chúng đã bị dội bom. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi, nghe tiếng máy bay quần thảo vòng lại và bắn. Không biết đạn gì mà chỉ nghe è, và sau đó là những tiếng nổ liên hoàn. Có 4 chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ bay ngang qua đầu đội hình với một độ cao rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét. Thấy luôn cả những con đinh ốc ở bụng máy bay. Bắn dọc đường 19 nghe ùng oàng, anh nào cũng nhấp nha nhấp nhổm. Lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ. Bỗng tôi nghe những tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân. Sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất 2 chiếc. Đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19 và cả đạn 12 ly 7 gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường, rồi máy bay trực thăng vòng lại, bay cặp theo hai bên đường và bắn xối xả. Chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường, gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn sao mà ớn quá. Thấy tình thế không yên, thủ trưởng giữa mới nói với tôi là anh em trinh sát cẩn thận bám ra đường để bắt liên lạc với anh em ngoài đó. Gần 10 người bám theo các con suối nhỏ để tiếp cận đường 19, nhưng với điều kiện là khi không nghe tiếng xe tăng nữa. Vượt qua làn đạn của phe ta, chúng tôi cũng ra đến đường, dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu. Nói phải tội là lấy quần đùi của một anh bộ binh. Nhìn thấy mấy chiếc xe tăng từ bên dưới bò lên cũng ngán tới xương, sợ bắn lầm. Tôi vẫy cờ và tay làm hiệu. Khi xe ngang qua, xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu: lính 307 hả? Cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường đứng bảo vệ cho xe tăng hành tiến. Trực thăng vòng lại bắn xối xả vào sâu, bay rất thấp, thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy già hay trẻ. Đội hình xe tăng rồi đến thiết giáp M113 và thấy thấp thoáng phía sau là xe Jin 130 chở bộ binh của sư đoàn 309. Cả đoàn quân hùng dũng tiến về Bo Kheo dưới sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng và trực thăng lượn ở trên đầu, và cả những anh em E95 nữa. Đời sao oai thế hả các bác 309, trả bù cho chúng em, sợ bắn lầm gần chết. Sư đoàn 307 chính thức vào trận. Đoàn xe của sư đoàn 309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về Bo Kheo. Hình như mỗi xe là một trung đội, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị. Tôi thấy một anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2. Gặp tôi, anh hỏi, sao mày đi với 95 mà đứng đây? Tôi chỉ cười mà không kịp trả lời. Xe chạy nhanh và đường quá bụi. Bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi. Gói Đà Lạt khoảng 10 điếu. Ôi thật kỳ diệu. Nhanh như một tia chớp, mấy ông 95 đứng cạnh nhìn qua tôi và nhoẻn miệng cười. Anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới và hỏi, cho tao điếu. Cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình trạng đói thuốc. Sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh. Đúng là phép thần tiên thật. Súng vẫn nổ, nhưng ở mức độ vừa phải. Hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu. Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep, có mấy ông quấn khăn rằn. Thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc 4 thằng tôi lên, đi luôn cùng xe với ông. Lên xe tôi mới biết sư đoàn 307 hành tiến sau 309, và khi đến Bo Kheo, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 sẽ dừng lại để củng cố đội hình vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt. Khi đến ngã ba Bo Kheo, đoàn xe dừng lại, tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên. Những chàng cua sắt của Trung đoàn 574 hùng dũng và ngạo nghễ trồm lên với cái nòng pháo ngất ngưởng, và những ông xạ thủ đen như ngồi chễm chệ bên tháp pháo. Đoàn xe của 307 tiếp tục hành quân về phía trước. Tôi đi cùng ban tham mưu sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến. Xe trống vì ban tác chiến đã đi xuống các đơn vị. Qua Bo Kheo chừng 5 km, tôi thấy con bò bô nằm chết bên đường. Bên cạnh hố bom, xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt sang trái và tiến lên. Thì ra xe của Trung đoàn 29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình. Chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của Trung đoàn 95 thì trời đã gần tối. Tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước. Xe dừng lại nghỉ ở bên đường. Toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200 mét để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi cũng đâu có yên. Lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng 20 người do anh Hải, sư phó chỉ huy, đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường. Và sư đoàn cũng đưa một tiểu đoàn của Trung đoàn 29 án ngữ trước đội hình xe rừng. Lần mò trong đêm tối, dọc hai bên đường sâu vào trong 50 mét, dò dẫm từng bước chân trong đêm. Dọc đường, tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều, cũng như nhiều quân trang khác. Đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường, chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết xe. Nghe ngóng động tĩnh xung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo về sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất chắc. Chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô cho bữa tối. Đêm tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không nghe một tiếng súng nào, và theo linh tính, chắc có điều gì đó đang xảy ra. Phán đoán của sư đoàn không sai chút nào. Khoảng 3 giờ sáng, chúng tập kích vào đội hình ta với lực lượng khoảng một tiểu đoàn, 300 quân. Căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công Nam đường 19 thuộc phạm vi phòng thủ của Trung đoàn 94. Súng nổ sáng cả một góc trời. Chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Cách chúng tôi chừng hơn 200 mét phía bắc đường 19, địch cũng đang di chuyển quân. Chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn. Chúng tôi điện về sư đoàn khu vực địch đang di chuyển. Những viên đạn nổ lóe sáng bầu trời, cả của ta và của địch. Đường đạn bay trong đêm, trông thật đẹp mắt. Chúng dùng cối 120, 82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình ta. Lúc này, pháo binh ta ở hướng Bo Kheo bắt đầu chi viện 155 ly cho trận địa ta. Những tiếng nổ nhức óc kinh khủng liên tục trong khoảng 15 phút. Bộ binh ở các đơn vị tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công, các loại hỏa lực DKZ nổ vang trời, không nghe 12 ly 7 của ta. Sau khoảng 30 phút thì hướng nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh bộ binh. Địch lại tấn công phía bắc 19, và lúc này hầu như hỏa lực ta bắn áp đảo, vì có khả năng chúng đã bị lộ. Sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi vào là tiểu đoàn 2 của trung đoàn 95. Hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của toàn trung đoàn 95 và 29 đều chi viện cho hướng này. Có những đường đạn 12 ly 7 bay qua đầu chúng tôi. Lúc này ta có dùng 12 ly 7. Có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng. Phải rút sớm. Chúng tháo chạy về đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác khiêng đồng bọn đi qua trước mặt chúng tôi chừng 50 mét. Chúng bám theo đường nhỏ của phum. Tảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng. Các đơn vị tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh. Những phum làm xơ xác, nhà cửa siêu vẹo không vách. Một cảnh quá điêu tàn đập vào mắt chúng tôi. Lần đầu tiên được thấy một phần của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan. Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ. Ăn vội vàng gói mì 2 con tôm của bếp sư đoàn, tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn. Và tại đây, tôi được trưởng ban trinh sát sư đoàn thay mặt tham mưu trưởng bổ nhiệm chức trung đội phó thay cho anh Tiến vừa hy sinh trên hướng trung đoàn 94 chiều ngày 26 tháng 12. Khi tôi quay ra thì gặp anh Trường, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã tổn thất như vậy, không biết rồi sẽ ra sao. Nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình do hoàn cảnh của sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch. Tôi quay trở về hướng trung đoàn 95 và lát sau lại được gọi trở lại ban trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng với tiểu đoàn 7 trung đoàn 29 kết hợp với tiểu đoàn 7 trung đoàn 31 tiến đánh Veun Sai. Tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng trung đoàn 29 để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi, tôi gặp 2 xe cứu thương của quân khu đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ. Chắc là đưa anh em thương binh, tử sĩ trận tối qua về nước, chắc cũng không nhiều. Khi gặp thủ trưởng toàn E95, ông bảo đêm qua trên 2 hướng ta diệt 42 tên bỏ tại trận, thu toàn bộ vũ khí, trong đó có công của các cậu. Và ông cũng chúc tôi lên đường cùng E29 thắng lợi. Hành trình Bo Kheo, Bung Lung, Kalithom, Veun Sai. Sáng ngày 29 tháng 12, đội hình 307 xuất phát sớm khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng Bo Kheo. E95 đi đầu đội hình. Dọc đường, trong 2 giờ đầu, chúng ta không gặp địch. Lúc này, phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta và đạn của máy bay trực thăng nhọn đầu bắn ủng ảo. Sau đó là các trận đánh của các đơn vị. Sư 309 cũng khá khốc liệt. Có lẽ ta dùng cỡ trung đoàn, vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết. Dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch, và chủ yếu ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép tấn công, vừa hành tiến vừa bắn. Bộ binh trên xe thì bắn AK như bắp rang. Những chỗ nghi ngờ có địch, tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ Bo Kheo đến Bung Lung là bao nhiêu, nhưng cũng gần lắm. Khi đến Bung Lung, D7E29 và D7E31 cùng 2 tăng, 2 thiết giáp tách khỏi đội hình. Tôi nhảy khỏi xe D7E29 và cùng tổ trinh sát của E31 lên xe thiết giáp cuối của đội hình, cùng xe với thủ trưởng của quân khu 5, chỉ huy cuộc hành quân tiến về Veun Sai. Cũng may là đoạn đường này không xấu lắm và 2 bên đường là khu dân cư nên rất trống trải. Cách tìm đường vào trong khoảng 50 đến 100 mét tùy theo từng đoạn. Dọc đường không có sức kháng cự gì của địch. 2 bên đường, những thùng chứa vũ khí của chúng vứt ngổn ngang. Thấy rõ đạn cối DKZ, B40, B41 nằm trong thùng. Có thùng vơi, thùng đầy. Dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục để xác định chính xác vị trí đang hành quân, báo về sở chỉ huy. Anh thông tin PRC-25 làm việc liên tục. Theo ý kiến của người sĩ quan quân khu, tới đầu phum Kalithom địch xuất hiện, bắn xối xả về phía ta. Ngay lập tức, các xạ thủ súng máy trên thiết giáp và pháo tăng cũng quay nòng bắn liên tục vào đội hình địch. D7E31 rơi khỏi xe và tấn công vào phum. D7E29 nằm lại trận địa, triển khai 2 bên sườn đội hình, phòng ngừa địch tấn công vào 2 bên và phía sau của ta. Bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp mù bụi. Các trận địa cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy phần tử và bắn hỗ trợ cho bộ binh. Cối nổ ủng oàng trong phum, oanh liệt và hùng dũng nhất là các Bắc Tăng, vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh, đổ xuống trùm lên, lướt tới. Không thể không nói tới các khẩu đội DKZ, toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai, chạy, đặt xuống, lửa lóe lên, oang oang, liên tục, nhà cháy, lửa, đổ xuống. Trong máy bộ đàm, vị chỉ huy quân khu liên tục chỉ huy cho anh Thuấn hay Thuận gì đó, vị sĩ quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rất khó nghe. Dây trưởng D7 E31 nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu. Chớm đầu làng, tôi thấy hai pốt, một nam một nữ, bị đạn súng máy của Tăng bắn nát người, ôm trong tay khẩu AT và AK. Một pốt nữa đang bị thương nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất giống lên những tiếng khò khò, đầu toàn máu, có lẽ bị miệng pháo hay cối gì đó. Bộ binh đã thu súng của thằng này, hai lính 31 đang nhìn nó. Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại. Tôi tiếp cận sâu vào trong, cùng vị sĩ quan, bước qua những xác chết của địch. Quang cảnh nơi đây nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông Veun Sai, vì chúng bỏ lại khá nhiều quân tư trang, nhất là các loại vũ khí đạn dược, rơi vãi khắp phum. Ta không có ai bị hy sinh, bị thương 8 anh em, cơ bản là nhẹ, tiếp tục chiến đấu tốt. Đoàn hành quân tiếp tục càng vào sâu, càng thấy sự trù phú hơn ở ngoài biên giới, nhà cửa có vẻ sang trọng hơn, cơ bản đây là rừng cao su, đang mùa thay lá. Cách thị xã Veun Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau, thấy một chiếc xe của địch đang chạy và xin ý kiến của chỉ huy. Một chiếc M113 được điều lên truy kích, với ý định ban đầu là bắt sống, nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh nên khoảng cách không rút ngắn được, và cuối cùng phải tiêu diệt. Chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113 biến thành một cục sắt cháy bên đường. Không biết trên xe có mấy tên, nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp. Trưa đó nhiều anh em bỏ lương khô, nuốt chẳng trôi. Tiến vào Veun Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn. Một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa, có sân dải đá cuội, quay ra bờ sông, nước chảy lững lờ thơ mộng. Nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ, anh và em cùng tắm chung dòng sông ấy, những chuyến chở muối về nhập kho, dưới ánh trăng bàng bạc. Em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh, thò tay xuống nước, vốc nước, lóng lánh ánh trăng. Nhìn anh say đắm mơ màng. Cảnh hoang tàn, nhà cửa bị bom, những tên lính chết nằm ngổn ngang khắp các nẻo đường. Nhiều thằng không còn toàn thây, quạ đen thỉnh thoảng bay lên, kêu não nùng. Sao xứ này nhiều quả đến thế? Khoảng 50 tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa kịp giải quyết, cái điều cơ bản nhất. Lệnh rút quân, đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về sở chỉ huy. Trên đường về, đội hình D7E29 đi đầu với một tinh thần cảnh giác cao, vì theo thông lệ, chúng dễ quay lại phục kích ta. Tốc độ quay về rất nhanh, sau đội hình là bụi màu đỏ của đất Ba Gian miền Đông Bắc Campuchia cuộn theo, phủ lên đầu những người lính. Thị xã Bung Lung trước mặt, khi trời gần tối, xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về. Sư đoàn 307 và không quân quyết đấu ở mặt trận Bo Kheo. Một điều vô cùng bất ngờ, khi chúng tôi trở về thì đội hình của sư đoàn đã di chuyển về lại Bo Kheo. Sáng nay, dưới sự yểm trợ của không quân, E812, F309 đã đánh vào các điểm co cụm của địch, phát hiện địch đang tử thủ ở đây rất đông. Vì 309 là đơn vị đánh mở cửa vào chiến dịch, lực lượng cần được củng cố nên quân khu lệnh cho 307 quay lại, chỉ để một lực lượng nhỏ để bảo vệ hành lang từ Bo Kheo về Bung Lung. Sở chỉ huy chiến dịch cũng lệnh cho cánh quân của chúng tôi để lại D9 của 309, còn D7 của 307 phải quay lại Bo Kheo. Đội hình ngược về Bo Kheo trong tâm trạng mới, vì chúng tôi biết rằng trận chiến ngày mai sẽ quyết liệt và căng thẳng. Cách Bo Kheo chừng 5 km, chúng tôi bị chặn lại, và sư đoàn yêu cầu xuống xe bố trí các vị trí chiến đấu. Tôi vào ban trinh sát để xem có tình hình gì mới, và anh Thìn trợ lý tác chiến sư đoàn bảo tôi ở lại chờ anh em về tập trung, nhận nhiệm vụ mới. Lát sau, toàn bộ đại đội trinh sát của sư đoàn đều có mặt đông đủ. Tôi nhầm tính và thiếu mất hơn 10 người, hy sinh và bị thương ở các hướng. anh Trường đang lên cơn sốt nặng, nằm ở E94 và ban chỉ huy bây giờ còn lại 3 người. Nhìn không khí khẩn trương của bộ tham mưu sư đoàn, tôi hiểu có cái gì đó rất căng thẳng. Các bộ phận đi lại liên tục, tổ máy 50W đèn sáng cả đêm làm việc. Khoảng nửa đêm, anh Hải C phó được gọi lên ban trinh sát để nhận nhiệm vụ. Đêm vẫn yên tĩnh lạ thường. Dựa vào vách của hố cá nhân đào vội, tôi cũng hồi hộp, lo lắng. Nhưng vì quá mệt, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Anh Hải về lúc nào tôi cũng không biết. Khoảng 4 giờ sáng, ban chỉ huy hội ý và sau đó là họp phân công nhiệm vụ. Do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi bị chia theo nhóm chứ không theo biên chế AB của đơn vị. Tôi tác chiến cùng E95 thường xuyên nên được phân công về E95, chỉ huy chung nhóm 95 là anh Báo chính trị viên đại đội, anh Quý B trưởng B2. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi đi về hướng E95, nằm ở đầu đội hình trong một khu rừng rậm phía bắc đường 19. Nhìn vào bản đồ tác chiến của Trung đoàn 95, nhiệm vụ như sau. Tại một ngọn đồi ở hướng nam đường 19, có một lực lượng lớn của địch đang co cụm, là sở chỉ huy của một sư đoàn và một trung đoàn. Do chúng bị anh em 812 và 31 của sư 309 đánh mạnh, chúng bị vỡ trận sớm, chưa kịp củng cố đội hình, thì ta đã tiến hành đánh quá nhanh, chiếm Bo Kheo. Nhiều đơn vị chúng chưa kịp rút quân về kịp. Ngày hôm qua, anh em 309 đã chạm với lực lượng này. Sư đoàn 309 đang trải quân trên một địa bàn rộng. Do tình hình riêng của sư đoàn cần được ổn định, như đã nói ở trên, quân khu sẽ sử dụng E95 của sư đoàn 307 tăng cường, tấn công vào điểm này dưới sự chi viện tối đa của pháo binh chiến dịch và lực lượng không quân. Ngọn đồi này nằm cách đường 19 khoảng gần 500 mét, rừng ở đây rất rậm. Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95 và lực lượng tăng cường của Trung đoàn 29 sẽ đánh chính diện từ đường 19 vào. Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 sẽ đánh hình vòng cung từ đông sang nam. Lực lượng ta bố trí cách căn cứ địch 200 mét trở ra, tránh sát thương hỏa lực. Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát Trung đoàn 95 dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu. 9 giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực. Trời vẫn còn sương mù chưa rõ, máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì. Bộ binh ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm trận địa. Gần đứng bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh quân sự tiến vào khu vực, vòng qua một lượt, vòng lại. Những chùm bom từ máy bay rớt xuống, những tiếng nổ ùng oàng vang dội bụi mù khắp một vùng. Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay chiếc khác bay lượn lờ quanh khu vực địch 2-3 lần mà chẳng thấy gì. Anh em sốt ruột, bỗng thấy các chùm bom rớt ra, núi rừng rung chuyển một lần nữa, bụi đất bay đỏ trời. Nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước. Xong việc, lại lượn một vòng và bay về hướng Đức Cơ. Chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom được thả trong phi vụ này. Có sự hoảng loạn trong căn cứ địch. Chúng bắt đầu bắn cối ra đường 12. Chúng tôi chuẩn bị phản ứng thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần hai. Trời nắng gắt, nhưng nhờ khu vực này rừng rậm nên ánh nắng cũng dịu phần nào. Hai máy bay của ta vòng qua vòng lại. Bỗng nghe và xa xa nghe tiếng trực thăng. Ba chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng đảo quanh, nghiêng cánh. Ùng oang, rẹt rẹt, liên tục nổ. Hết chiếc này đến chiếc khác, luân phiên vào tấn công mỏm đồi và phía bên kia. Độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi tiến hành trên đường 19. Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của ta kiểm soát. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130. Bụi đỏ tung lên. Lệnh tấn công. Đoàn ngựa sắt của Trung đoàn 574 và M113 dàn hàng ngang chồm lên, bắn xối xả vào trận địa địch. Toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạch của bom chưa kịp tan, của đạn trực thăng, của pháo chưa kịp hòa lẫn vào không trung. Và lần này là pháo tăng. Bộ binh hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng, chứ nếu bắn thì đạn bay đường nào cho lọt. Chúng ngoan cố chống trả tới mức dữ dội, đạn cối, DKZ 12 ly 7 cùng bắn xối xả vào đội hình ta. Một chiếc M113 dừng lại do trúng đạn của địch. Đội hình vẫn tiến. D3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên. Súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo trên đầu chúng tôi về các hướng. Bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng D2. Toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó. Chúng chống cự yếu dần. Công sự của địch lộ dần ra trước mặt. Thủ trưởng Nho, dây trưởng D2, đội nón sắt của anh em pháo binh nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc C5 và C6 áp sát công sự của địch. Đất bị cày lên qua mấy lần không kích và tơi tả bởi đạn pháo. Cây cối ngã đổ ngổn ngang, nằm chắn cả lối tiến lên, làm cho trận địa của địch gần như là bình địa. Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời như trong phim về các cánh rừng khe xanh ta đánh Mỹ. Toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn. Xác địch nằm khắp các công sự. Mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa. Ta làm chủ trận địa. Các kho vũ khí âm dưới mặt đất, vũ khí thiết bị rơi vãi, máy bộ đàm, súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy. 12 ly 7 bị quẹo nòng. Súng cối chân một nơi, đế một nẻo. Lệnh của mặt trận rút quân bàn giao lại cho anh em sư 309. Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19, hai trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức. Tử sĩ được đưa vào xe hồng, trong đó có thêm 3 trinh sát của sư đoàn. Đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976, 1977, quê Duy Xuyên, Quảng Nam. Đội hình nhanh chóng lên xe, về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về thị xã Stung Trang. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của sư đoàn trên mặt trận biên giới Tây Nam. Phía trước là con đường dài giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của 4 tỉnh duyên hải miền Trung, của những anh em miền Bắc nhập ngũ 1972, 1973 mà đáng ra họ đã trở về quê hương. Chờ giây phút bình yên, đợi đạn bom ráo tành, để được ngồi bên em, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành vợ, để thành chồng, và cùng hôn con. Họ lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của sư đoàn, trang sử huyền thoại của nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em. Đoàn quân hành quân về lại Bung Lung, thủ phủ của tỉnh Ratanakiri. Những phum trống vắng nhà, những ngôi nhà sàn siêu vẹo, dấu tích của thời trước 1975. Trên đường về Bung Lung, đi cùng xe với ban thông tin, anh trợ lý nói nhỏ với tôi: "Mày có thư Đà Nẵng, nét chữ con gái, lát nữa tao lục tao đưa cho." Tôi cố thuyết phục anh lấy cho tôi, nhưng vì quy định là không đưa thư trong lúc hành quân nên anh chẳng dám.